Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái giá đỡ bát sen này, cái giá đỡ bát sen để về các bác nhà mà các bác hay đang hỏng cái bát sen, đang hỏng cái giá đỡ bát sen đấy. Ở nhà này các bác mua cho em cái này về các bác thay. Cái hay của cái sản phẩm này là các bác không cần phải đục đẽo gì, về các bác chỉ việc bóc cho em cái lớp bảo vệ băng 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 dính bên trong này. Đấy, các bác bóc cho em cái lớp này ra. Đấy, các bác vào như này. Bóc cho em cái lớp bảo vệ này ra, sau đó các bác dính trực tiếp vào lên tường nhá, dính trực tiếp lên tường rồi là lên gạch men đá hoa thứ là rất chắc chắn luôn. Đấy, về các bác sử dụng mình treo bát sen là thứ lên nó đẹp sang trọng nhá. Giá em đang bán một cái giá đỡ bát sen này, lên mã em sẽ là cái sản phẩm một cái giá đỡ bát sen. Giá đỡ bát sen nhá. Giá đỡ bát sen này đang có giá là đi 30k một chiếc nhá, 30k một chiếc giá đỡ bát sen. Đây em quay trực tiếp cái anh em đang xài đây. Nó cực kỳ là chắc luôn mà rất là lâu, rất là bền rồi, em xài nó còn tầm gần 2 năm này, rất là bền. Đó, và rất là hay. Về các bác đỡ phải khoan đục nhiều lần. Về chỉ việc dán ra, bóc ra dán trực tiếp vào cái chỗ mà các bác cần đục, khoan đục ấy. Đấy, thì rất là tiện luôn. Đây này bác ơi, cái em đang dùng này, cái em đang dùng thì nó là khác màu kia này. Đấy, nhưng mà dính vào rất là chắc luôn nhá. Dính vào các bác cứ giật thoải mái luôn, giật cho em thoải mái, đu thoải mái luôn. Dính cực kỳ chắc nhá. Và rất là hay. Đấy, nó có điều chỉnh cả các mức các nấc luôn này, rất là hay nhá. Đấy, về các bác chưa có cái hoặc là hỏng cái giá đỡ cũ như mình thì các bác mua này về các thay, không cần phải khoan đục gì, chỉ việc là vệ sinh sạch cái chỗ các bác cần dán, sau đó các bác dán trực tiếp vào là nó ăn nó ok. Đấy, rất tiện dụng luôn nhá. 30.000 một cái giá đỡ bát sen này nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dụng cụ ép chanh này. Đấy, dụng cụ ép chanh bằng inox luôn nhá, dụng cụ ép chanh inox luôn, về các bác dùng để cho quả chanh và quất các thứ vào đây các bác ép này. Đấy, bác chỉ việc cho đây có ép này, ép là lấy nước này, còn nó giữ lại cái hạt cũng như cái bã. Đấy, mình đỡ phải lọc hạt nhiều, chỉ việc cho đây ép cho em cái là xong. Đấy, dùng xong các bác rửa giấy ok, inox 304 luôn, cực kỳ ok, chắc chắn nhá. Giá thì bình dân thôi. Bên em đang bán một cái dụng cụ ép chanh này với giá sẽ là 30k một cây nhá. Lên mã em sẽ cái dụng cụ ép chanh hoặc là cái ép chanh cũng được. Đấy, dụng cụ ép chanh nhá, ép chanh này bằng inox nhá, là 30k một cái dụng cụ ép chanh này, 30.000 một cái nhá. Dùng rất là hay. Đấy, về cho các bác cắt quả chanh nha, cắt đồ chanh nha, cho đây cái bấm dập cho em xuống cái là ok. Đấy, vắt kiệt nước luôn mà còn lọc được cả hạt luôn, rất tiện dụng. Đấy, vắt xong cái quá khất ra cái lại cho quả khác vào có vắt nhá. Đấy, dùng cho anh em thợ thuyền các bác làm nghề pha chế này các thứ này, rồi là các bác ở nhà. Đấy, mình cho đây mình vắt pha nước chanh trước có đủ ok này. Đấy, rồi là dùng lấy nước cốt chanh cũng rất ok. Dụng cụ ép chanh bằng inox nhá, 30.000 cho một cái dụng cụ ép chanh này. Đấy, 30k một chiếc thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái khăn này là cái khăn lau tay treo tường nhá, cứ lên mã em sẽ là cái khăn lau tay treo tường. Đấy, khăn lau tay treo tường này, khăn lau tay treo tường nhá. Cái con này thì giá bình dân thôi. Bên em đang bán cho bác là 10k một cái nhá. 10k một cái khăn lau tay treo tường này chỉ có 10.000 thôi. Đấy, thì về ở đây nó có sẵn một cái móc này này. Về các bác kiếm có cái lỗ đinh ấy hoặc có những cái phần móc ấy các bác móc lên. Đấy, và khi mà móc lên ví dụ như mỗi lần mình nấu nướng xong, mình có cái mình lau tay nó khô đi, hoặc là đặc biệt ví dụ mình đang tay ướt mà mình ví dụ mình muốn nghe điện thoại hoặc là mình làm việc gì đó. Đấy, thì có thể là các bác chạy ra hơi bất tiện thì các bác dùng cái này. Các bác dùng để lau tay, lau trước các thứ cho em nhá. Đấy, lau tay lau cho nó khô tay trước là mình làm được nhiều việc khác nhau này. Đấy, nó là dạng nỉ nhá, dạng bông nỉ cực kỳ thấm hút nước luôn. Và cái con này là các bác có thể là mỗi lần dùng nó có thể là nó đen nó bẩn đi một chút thì mình có thể mang ra mình vệ sinh, giặt rũ sạch sẽ, phơi khô xong lại mình mang vào dùng tiếp luôn. Nói chung là tái sử dụng được nhiều lần, và hay của nó là nó có cái móc đeo này này. Đấy, là các bác kiếm những cái lỗ đinh ấy. Đấy, nhưng mà những cái chỗ mà nó có cái móc, các bác móc lên và cứ thế là các bác móc gần cái chỗ bếp rác là mình lau. Đấy, lau tay đỡ dầu mỡ này. Đấy, rồi là mình lau đôi khi mình cần kiếp mình lau để nghe điện thoại này, lau tay để mình nghe điện thoại các thứ này, ok luôn. 10k một cái nhá, 10k một cái. Lên mã em sẽ là cái khăn lau tay nhá, khăn lau tay treo tường. Đấy, khăn lau tay treo tường bên em đang bán bác là 10k một chiếc nhá. Inox này, ghế này thì giá bình dân thôi, ghế này thì em báo giá luôn, đang bán bác là 50k nhá. 50k lên mã em sẽ là sản phẩm là cái ghế inox nhá, ghế inox dạng thấp nhá. Đấy, nó là dạng thấp các bạn, dạng thấp thôi, nó không phải dạng cao đâu, dạng thấp. Ví dụ các bác hay ngồi nấu ăn nhà bếp này, ngồi nhặt rau nhặt cỏ này, ngồi làm hàng làm quán ra này, ok. Đấy, rất tiện dụng luôn, nó chỉ có 50.000 một chiếc thôi, nhưng mà chất liệu toàn bộ bằng inox nhá, nên là các bác xài yên tâm là nó rất là bền. Đấy, hàn nhớ các thứ này rất chắc chắn luôn, có phần khung chéo này, cái xương chéo này các bác yên tâm ngồi nó rất là chắc. Đấy,
và cái phần mặt ghế này rất là to. Bình thường là các bác mua những cái ghế nó rất là nhỏ ấy. Nhưng con này mặt ghế rất to, mặt ghế nó gần 30 cơ. Đấy, mặt ghế của nó là 25 rồi này, 25 này, đặc biệt là bác nào mông to tí ngồi nó thoải mái, nó bìa ra được. Đôi khi các bác ngồi những con ghế bé ngồi nó bị cấn ghế nhá. Đấy, chân này có phần bọc cao su chống chân trượt ok luôn. Đấy, chiều cao của nó em đo luôn nhé, chiều cao nó rơi thấp thôi. Chiều cao nó khoảng tầm là đi có là chiều cao là khoảng tầm 12 nhá, 12 cm. Đấy, chiều cao khoảng tầm 12 cm. Nói chung là dạng ghế vừa vừa. Đấy, đặc biệt cho các bác ở nhà hay ngồi nhặt rau nhặt cỏ này, đấy, ngồi ăn cơm nước này, đấy, ngồi làm việc những cái việc lặt vặt là ok. Đấy, sử dụng nhà một hai cái, nói chung nhà nào cũng nên có một hai cái nha, đôi khi rất là cần. Đó, rồi ví dụ như là mình ngồi bếp nấu bếp các thứ sử dụng ok luôn, rất chắc chắn luôn nhá, hàng cực kỳ chắc chắn đây. Bình thường là các bác hay mua những cái con ghế nhựa này, như nhà em mua ghế nhựa, của Việt Nhật này, nhưng mà cũng không thua, về cũng chỉ được một thời gian cái là nó bục hết cái đít này. Các bạn nhìn này, nó vỡ hết đít luôn, ngồi lâu nó bị vỡ hết đít. Đấy thì các bác về dòng này yên tâm đi, ngồi này, em bảo hành bác luôn, vì ở đây nó làm cái sống này, cái sống là nó sẽ đệm giữa đây luôn, nên là nó ngồi nó rất là chắc, ngồi rất là chắc, nó bị bục hay nó bị võng luôn nhá, ngồi cực kỳ ok luôn. Giá nó bình dân nó chỉ có 50.000 thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm với cái ghế inox dạng thấp nhá, ghế inox dạng thấp đó, 4 chân, giá sẽ là 50k cho một chiếc ghế inox dạng thấp nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con dao sưu tầm SA78 này. Đấy, con này thì bên em bán khá là nhiều rồi. Đấy, giá thì cũng hạt rẻ bình dân thôi. Đó, hơn 200.000 một cây đâu nhá. Đây, một con dao cực kỳ chất lượng luôn. Hàng mới keng beng nha. Hàng con này của Columbia nhá, Columbia. Columbia này, USA nhá. Mã của dao của nó sẽ là mã dao SA78. Về các bác mua dùng để mình sưu tầm, mua để bày lên trang trí này, rồi các bác hay đi rừng đi phượt này. Đấy, đi rừng đi núi các bác xà này cho em rất chắc chắn luôn. Đấy, hàng của nó thì sẽ hàng liền thân nhá, tay cầm có ốp gỗ 2 đinh 8 đồng luôn này, vân gỗ lên cực kỳ đẹp nhá. Đấy, có bo chuôi các thứ đầy đủ luôn. Đấy, nhìn rất chất lượng nhá. Mã dao sẽ là mã dao SA78 nhá, phần sống dao rất là dày. Đấy, các bác có thể chặt này, thái thứ cho em ok luôn, cực kỳ ok. Đó, đi kèm này sẽ có là một cái bao đựng này nhá, một cái bao đựng này để ví dụ như là mình các bác có đeo vào cái phần hông thắt lưng ấy, thì các bác xỏ cái dây hông vào cái lỗ này. Đấy, cái dây thắt lưng vào cái lỗ này các bác đeo vào hông này. Đấy, rất ok. Lúc nào dùng thì mình rút ra, không dùng bác bỏ vào cái bao này cho em. Đấy, vừa bảo vệ tránh bị va chạm khỏi lưỡi, phần lưỡi dao, đầu dao. Đấy, cũng như là bảo vệ phần lưỡi em nhá, bảo vệ chính bản thân các bác luôn. Giá thì hiện tại em đang bán cả bộ như này là cả cây cả vỏ này. Giá sẽ là đi giá của nó sẽ là 250.000 một cây nhá, 250.000 một cây luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái cây dao dao SA78 này. Đấy, dao sưu tầm SA78 này, giá sẽ là 250.000 một cây, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, giá rất tốt nha, 250.000 một cây dao sưu tầm SA78, bao ship tận nhà, đi kèm cho bác là cả một cái vỏ bọc này luôn nhá. Đấy, cả một cái vỏ bao đựng này luôn, đó là full bộ nha, là cả vỏ bao cả bọc, là cả dao là 250.000 một cây nhá. Đấy, các anh cùng ngắm lại này, cầm rất vừa tay luôn. Đấy, cầm rất vừa tay, cầm nặng trịch luôn nhá. Đó, 250.000 một cây thôi. Mã dao sưu tầm SA78 nhá, 250.000 một cây, bao ship nhà luôn. Nhiều bác hỏi là cái con lưỡi này có sắc không, thì cam kết bác là cực kỳ sắc luôn. Con này thì cực kỳ ngọt ngào, lưỡi sắc lắm, lưỡi cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, các bác mua về chặt thái ok luôn nhá. Ở đây, về thêm cho bác đó là cái lô thiếc hàn này. Nhiều bác nhựa thông ấy nhá, xin lỗi bác là nhựa thông, nhiều bác hỏi nhựa thông có không thì đây. Về cái dạng hũ nhỏ nhỏ thôi để về các bác xài. Nhiều bác là kiểu dùng gia đình. Đấy, dùng mua nhiều quá đôi khi là người ta không bán, mua ít quá đôi khi không bán, mà mua nhiều thì dùng không hết. Đấy, thì đây em về cái mã này nó rất là vừa vừa này, để về các bác dùng gia đình anh em thợ thuyền dùng ít con này cũng ok. Đấy, nói chung là một cái hũ này dùng cũng thoải mái rồi, khá là nhiều nhá, khá là nhiều luôn. Đấy, một hũ nhựa thông này thì hiện tại em đang có giá là 10.000 một hũ nhá. Lên mã cho em sẽ là cái nhựa thông nhá, đang ở bác là 10k nhá, 10k cho một cái cục nhựa thông nhỏ nhỏ này, 10k một cục nhá. Đấy, 10.000 một cục nhựa thông nhá, 10k một cục nhựa thông. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang hàng đó cái cây nhíp kẹp này, cái cây nhíp kẹp, cái cây này cũng rất là hay. Đấy, cũng chuyên dùng cho anh em thợ thuyền, anh em thợ linh kiện nó thứ rồi sửa chữa. Đấy, đồ nghề sửa chữa nên có những cái cây nhíp này rất là hay. Cái đầu của nó rất là hay, là cái đầu của nó làm rất là nhọn này. Đấy, để ví dụ như những cái chi tiết nhỏ, ví dụ như này, đấy, những con linh kiện nhỏ tí này các bác vẫn có thể gắp được này. Đấy, hoặc các bác con này các bác thậm chí các bác có thể gắp được cả một cái sợi tóc nhỏ tí luôn. Đấy, sợi lông, sợi tóc nhỏ tí cũng vẫn được gắp luôn này. Đây này, đó, có dùng để các bác gắp nhá. Đấy, giá rất là bình dân thôi, chỉ có là đi
15.000 một cây nhá, 15k một cây. Đấy, 15k một cây rất là nhỏ đây này. Các bạn nhìn này, đấy gấp nó nhỏ tí nhá, vẫn có thể gấp được này, vì cái phần đầu nó làm rất là nhọn. Đấy, các bạn nhìn nhá, phần đầu làm rất là nhọn luôn. Nên là nó rất là dễ dàng gấp những cái dạng chi tiết nhỏ nhỏ này này. Đấy. Cái này nhiều bác em hay bán về để các bác hay nhặt cái lông yến ở tổ nhá, lông yến ở tổ. Đó, hàng V-Tút này. Cực kỳ xịn luôn nhá. Đó, giá đi bình dân chỉ có 15.000 thôi. Lên mã em sẽ là cái cây nhíp kẹp các nhá, cây nhíp kẹp. Cây nhíp kẹp thì đang có giá là đi nhíp kẹp này. Nhíp kẹp này đang có giá là đi 15k một cây nhá, 15k. Đấy, 15k một cái cây nhíp kẹp này nhá, 15k một cây. Các bác chuyên để các bác kẹp những cái chi tiết rất là nhỏ luôn. Đấy, dạng nhỏ xíu xíu ấy, các bác dùng cây này cho 15k một cây. Cái đầu nó rất là nhọn nên là các bác kẹp nó rất là dễ. Đó, 15k một cây nhíp kẹp không nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà, nó là cái dòng pin pin dùng cho điều khiển remote này, rồi là ví dụ như điều khiển cửa cuốn này, các bác xài con pin được chưa? Đấy, pin của nó thì cái mã của nó sẽ là pin 23V 12A nhá, 23V 12A. Đấy. Dù các bác hay dùng những cái bộ điều khiển từ xa ấy, remote ấy là các bác hay dùng cái pin này này. Đấy, rồi là đặc biệt là nhiều bác hay mua cái bộ remote này em ấy, về thì nhiều bác cứ bảo là nó hết pin rồi, không có pin thay, thì đây. Nay em về cho bác cái mã này để về các bác mua về các bác thay này, thay trực tiếp vào cái remote điều khiển từ xa của nhà bác để các bác xài nhá. Đấy, nhiều khi hết pin vì cái pin này rất là khó mua ấy. Pin này với anh em gọi là ôm lô thanh lý ít hàng công ty nó tuồn ra thì mới có những cái mã như này thôi. Đấy, pin 23A 12V nhá. Đấy, chuyên để các bác lắp ở remote điều khiển hoặc các bác lắp ở ví dụ như là cái remote điều khiển cửa cuốn ấy, nó hay dùng cái pin này này. Đó, về các bác xài. Nói chung là cái mã pin nó rất là dị nhá. Pin 23A 12V. Đó. Giá thì hiện tại em đang bán một viên này chỉ có 10.000 thôi, 10.000 viên nhá. Lên mã cho em sẽ là cái pin 23A 12V. Đó, 23 12V. Đang gửi bác một cái viên pin này là 10.000 một viên, 10k nhá, chỉ có 10.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. 10k nhá, pin 23 12V nhá, 10k một viên nha. Chất liệu thì sẽ là inox 304 nhá. Hàng này thì sẽ là hàng thanh lý siêu thị. Đấy, bình thường thì nói luôn là các bác mua múc canh thì các bác mua chợ rất là nhiều. Đấy, em nói luôn là các bác mua chợ thì nó quá là nhiều luôn, nhưng thực ra là để kiếm một cái môi mà nó dày mà nó đẹp như này thì rất là hiếm này. Các bác nhìn này, cái thớ môi của nó này. Nó dày kinh khủng khiếp luôn. Đấy, dày dã man luôn, cái phần lòng môi nó rất là dày nhá. Cái này các bác dùng yên tâm, không lo nó bị gãy bị hỏng luôn, vì nó quá là dày vậy. Đây các bác nhìn này. Nó dày kinh khủng khiếp luôn. Đó. Thì một chiếc môi múc canh này hàng thanh lý siêu thị Nhật cũng nhá. Giá vẫn còn đây này, vẫn còn nguyên tang mác này. Đấy, giá của nó sẽ là 40.000 một chiếc nhá. 40.000 một chiếc. Đấy, 40k, giá nó rất là hạt rẻ thôi. Mà nói chung là cái sản phẩm nó chất lượng, dùng nó bền ạ. Inox 304 luôn các bác nhá. Đấy, inox 304 sáng bóng đẹp luôn. Đấy, có in hình hoa hồng rất là đẹp luôn này. Đó. Lên mã em sẽ là cái môi múc canh. Đấy, môi canh. Môi canh này đang có giá là 40k một chiếc nhá. 40k một chiếc môi múc canh. Hàng dày, hàng loại 1, hàng xịn luôn nhá. Hàng dày loại 1, hàng xịn vẫn còn nguyên tang mác đầy đủ này các bác nhá. Là 40k một chiếc nhá. 40k một chiếc môi múc canh. Đấy. Inox 304 rất dày luôn. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra. Đây các bác. Các bác chỉ biết độ dày nhà này. Đấy, gõ hai cái môi cái độ dày nó cứ kêu cục 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 này, biết độ dày nào, cực kỳ dày luôn nhá. Đấy, môi canh nhá. Cứ lên mã em sẽ là cái môi múc canh. 40.000 một chiếc môi múc canh này các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con dao chặt C3 nhá, con dao chặt C3 em báo giá luôn. Con này thì nó nặng khoảng tầm 5 lạng nhá, nặng khoảng tầm 5 lạng. Cái đấy, đặc biệt là dành cho chị em phụ nữ, con này dùng chặt rất là vừa tay này. Đấy, mà chặt cực kỳ sắc các bác nhá, chặt cực kỳ sắt luôn. Phần trên này làm nhám chống dính, phần dưới thì trơn. Đấy, hàng thì bao sắc bác luôn. Tay cầm cán gỗ này, có 3 đinh tán. Đấy, bao dùng bao xài luôn. Hàng này của nó sẽ là hàng liền thân nên là các bác dùng yên tâm, nó không lo nó bị long chuôi long cán nhá. Đấy, dùng rất là bền. Đấy, đây em sẽ test các bác về độ sắc này. Nói chung là dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng đi, cực kỳ sắc, bao sắc bác luôn. Không sắc các bác không sắc không lấy tiền quá nhá, không sắc không lấy tiền, cực kỳ sắc bén luôn này. Đây này, dọc giấy nhìn này, dọc giấy đi ngọt dẻo luôn nhá. Mà đây là dao chặt nhá, dao chặt mà các bác nhìn nó dọc giấy này rất là ok rồi. Đấy, dao chặt vào cái đường giấy đi mịn mịn luôn này. Đấy, đường giấy đi mịn mịn, quá ok luôn. Giá thì bình dân là rẻ 100.000 một cây thôi. Lên mã em sẽ con dao chặt C3 nhá. Đấy, dao chặt C3. Đó, dao chặt C3. Giá đang gửi bác là đi đấy, dao dọc giấy rất là sắc luôn nhá. Giá đang gửi bác là 100.000 một cây. Dao chặt C3 này. C3 nhá, 100k một cây. Đấy, hàng bao chất bác luôn. Về các bác chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương. Đấy, rồi là thậm chí có thể thái luôn nhá. Đấy, chất thép rất là sắc. Đấy, hàng bãi Nhật rất thép rất sắc luôn. Dao chặt C3 nhá, 100.000 một cây. Đấy, 100.000 một cây. Đấy, nặng khoảng tầm 5 lạng. Nói chung là đặc biệt dành cho các bác phụ nữ. Đấy, chặt nó rất là vừa tay, không bị nặng quá, không bị nhẹ quá nhá. Chặt nó vừa. Đó.
giao chặt C3 nhá, 100 ngàn một cây này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây liếc mài kim cương, lên mã cho cái cây liếc mài kim cương. Cây này thì các bác yên tâm về chất lượng, mài cực kỳ nhanh sắc dao. Đấy, cũng như là các bác có thể mài đa năng rất là nhiều những cái đồ vật khác nhau, ví dụ như các bác dùng để mài kéo này, rồi là mài dao này, rồi là mài liềm này. Đấy, rất nhiều kiểu mài khác nhau nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất luôn. Con này thì nó chám một cái lớp kim cương nhân tạo này, Diamond Sapper này. Đấy, Diamond là kim cương, chám một cái lớp kim cương nhân tạo nhá, nên là khi mà các bác mài nó rất là nhanh sắc nhá. Mà cái con này đây, đây hàng mới đi Japan này. Con này các bác mài thì nó sẽ có hai mặt nhá, một cái mặt nhẵn này và một cái mặt nó hơi vòm vòm một chút này, cong cong một chút này. Đấy, ví dụ một cái mặt này các bác dùng để liếc này, cái mặt này các bác dùng như kiểu là các bác dùng để rũa này. Đấy, mình rũa, những cái chỗ phần lưỡi mẻ rũa cho nó bằng đi. Đấy, ok luôn. Đấy, vừa làm một chiếc liếc, vừa làm một cái cây rũa luôn. Đấy, rũa dao, rũa kéo, rũa liềm. Đó, rồi là mình liếc dao, liếc kéo, liếc liềm cho nó nhanh sắc này. Đấy, cái độ nhám của nó rất là mịn. Đấy, các bác mài rất là nhanh sắc luôn, cực kỳ ok. Đấy, tay cầm hàng liền thân luôn nhá, made in Japan, tráng một lớp kim cương nhân tạo, mài cực kỳ là nhanh sắc luôn. Đấy, mài dao, mài kéo, mài liềm, mài rất nhiều những cái đồ vật ngoài mài này, rồi là rũa này, ok luôn nhá. Một cây liếc mài kim cương, giá em đang gửi bác giá bình dân thôi, 100.000 một cây nhá, 100.000 một cây. Đấy, lên mã em sẽ cái cây liếc mài kim cương nhá, liếc mài kim cương này, hàng của Nhật, liếc mài kim cương, giá đang gửi bác là 100k một cái cây liếc mài kim cương này, 100.000 một cây nhá, 100k một cây. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lô keo hai thành phần nhá. Đấy, keo hai thành phần. Keo này thì nói chung cái keo này thì chắc là nhiều bác biết về cái mã keo này rồi. Đấy, nó là dòng keo hai thành phần. Đấy, nó sẽ có hai típ nhá. Một típ keo A, một típ keo B. Thì khi mà các bác dùng cái sản phẩm này ấy, thì các bác mở xem cái nắp này ra này. Mở xem cái nắp này ra. Đấy, nó sẽ có là hai mã keo, một mã màu vàng, mã màu nâu nâu đen đen này. Đấy thì các bác cắm cho em cái bóp này vào này. Đấy, sau đó là các bác cầm đấy, cái bóp ra như kiểu là các bác bóp như kiểu là các bác bơm xi lanh ấy. Đấy, các bác cầm các ấn thì nó sẽ phun keo ra, và bắt đầu là các bác dùng một cái chổi vào một cái vật gì đấy, các bác trộn hai cái với nhau và các bác phết lên những cái chỗ các bác cần vá. Cái con này đặc biệt là nó rất là rắn. Đấy, khi mà nó khô xong thì nó sẽ rắn đúng như bê tông luôn, nó rắn hơn cả bê tông luôn. Đấy, như kiểu là một cái khối đá nó bệnh nào ấy, cực kỳ rắn luôn. Các bác có lấy máy khoan máy cắt là các bác đục đẽo còn chán nó mới ra luôn, nó cực kỳ là dính mà nó rất là cứng luôn. Đấy, mà đặc biệt là ví dụ dòng này các bác chuyên cho bác vá, ví dụ như những cái chỗ mà nó bị hở ấy, ví dụ như là vá lốc máy bị hở, bị vỡ này, rồi là những cái chi tiết cơ khí sắt xiếc là các bác không thể hàn được, thì các bác chỉ có việc là dùng cái keo này các bác vá vào xem. Đấy, các bác dùng các bác vá vào xem. Đấy, các bác không cần phải hàn hiếc, các bác chỉ việc lấy keo này các bác vá vào thôi. Nó là cái mã keo hai thành phần nhá. Đấy, cực kỳ cứng luôn, siêu cứng luôn. Giá em đang bán một cái típ keo hai thành phần này, giá sẽ là 40k nhá, 40k. Lên mã em sẽ là cái típ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần nhá. 40k cho một cái típ keo hai thành phần nha. Đấy, thì về các bác dùng được, các bác bơm ra, sau đó các bác trộn đều hai cái keo này với nhau. Đầu tiên hiện tại nó đang vẫn là riêng, nhưng mà về các bác trộn vào thì bắt đầu là nó với hai keo nó với tác dụng với nhau, nó với tăng độ cứng. Đấy, tăng độ ấy lên. Đó, 40k một típ này nhá. Đấy, keo hai thành phần. Một típ này là 100ml. Đấy, rất là nhiều luôn. 40k một típ mã keo hai thành phần nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bật lửa đồng hồ này. Đấy, lên mã cho cái bật lửa đồng hồ nhá. Con này thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá sẽ là 90k cho một cái bật lửa đồng hồ này, chỉ có 90.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là bật lửa đồng hồ nhá, bật lửa đồng hồ. Bật lửa đồng hồ nhá. 90k nhá, 90k cho một cái sản phẩm nha. 90.000 một chiếc này thôi. Con này thì nó vừa có bật lửa, vừa có cả đồng hồ luôn, các bác về dùng rất là tiện nhá. Đấy, mình mua về sưu tầm này, mua về làm quà tặng này, đấy, mua về sử dụng này. Đấy, vì hàng của nó vẫn nguyên hộp như này, mới căng luôn. Đấy, hàng này thì em nói luôn là hàng này bên em không bán, là không có kèm ga nhá, về các bác tự bơm ga. Đấy, hàng nó không có kèm ga đâu, vì vận chuyển nó rất là dễ gây cháy nổ thì không có kèm ga nhá. Đây, về các bác tự bơm ga vào nhá. Đấy, tự bơm ga vào, sau đó các bác xài. Đấy, còn bên em bán là chỉ có nguyên bật lửa và đồng hồ thôi, không có kèm ga. Đó, thì bật lửa các bác bấm vào đây thì nó sẽ lên này. Đấy, nó là cái chế độ đánh lửa, nó có cả đánh lửa tự động luôn này. Đấy, bấm lên nó sẽ lên. Còn đây là cái phần mặt đồng hồ nhá, số La Mã nhìn rất là đẹp luôn. Các bác muốn đồng hồ chạy thì các bác ấn vào cho em. Đấy, ấn vào. Đấy, bắt đầu đồng hồ chạy ngay nhá. Đấy, đồng hồ chạy ok luôn này. Đấy, vừa làm bật lửa này, vừa cái đồng hồ để các bác theo dõi thời gian. Ngoài ra đồng hồ nó còn có cả đèn luôn. Mỗi khi mà các bác ấn cái nút này xuống để các bác bật máy lửa này thì tự động là cái đồng hồ nó sẽ sáng lên nhá. Đấy, các bác thả tay cái tự động sẽ tắt đi. Đấy, rất hay. Đấy, các bác nhìn này. Đó, đây. Đó, ok luôn. Rất đẹp luôn nhá, cực kỳ đẹp luôn, màu vàng rất sang trọng lịch sự. Các bác mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Rất đẹp, sưu tầm. Đó.
bật lửa đồng hồ nhá, đang gửi bác là 90k một chiếc này, vừa có bật lửa vừa có đồng hồ đấy, về các bác bơm ga và là các bác xài thôi, 90k một chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà đó là cái bộ bản lề cửa này đấy, một cái bộ bản lề cửa rất là thông minh đấy, về các bác dành cho bác mà hay đóng cửa hay quên này đấy, rồi ví dụ như các bác ngại đóng cửa đấy, thì về các bác chỉ việc mở ra thôi, còn là khi mà đóng vào là tự động con này nó sẽ đẩy vào trong, nó sẽ tự động nó đẩy cửa đóng kín lại luôn, rất là hay đấy, các bác chỉ việc là kéo cửa ra thôi, còn là khi mà đóng thì con này nó sẽ chịu trách nhiệm nhá. Đây một cái bộ bản lề nha, đấy sẽ gồm có là một cái bản lề đấy, đi kèm cho bác là những cái phụ kiện ốc vít này các thứ này, về các bác lắp đặt và là các bác xài đấy, nó có đầy đủ ốc vít các thứ đầy đủ hết luôn, đây ốc vít ốc đồ đầy đủ luôn, con này thì cực kỳ dễ dàng lắp đặt thôi đấy. Một phần cái phần đây, cái phần cố định như này thì các bác lắp ở cái bên hộc cửa cho em này đấy, cái phần này các bác lắp ở bên hộc cửa này đấy, còn cái phần bên này thì các bác lắp ở cái bên còn cái phần này thì các bác bắt vào cái bên cửa nhá, thì khi mà các bác đẩy cửa ấy, đẩy cửa thì cái nguyên lý động của nó, cái bác đẩy đó, các bác đẩy này, các bác đẩy này đấy, thì cái cửa nó sẽ mở ra, các bác mở ra nhá đấy, và khi mà đóng thì nó sẽ bật lại này đấy, các bác nó bật lại này đó, nó bật lại này đây, em kéo cho bác con này đó, nó bật lại luôn nhá đấy, vì ở đây nó có phần lò xo nó sẽ bật lại luôn cái cửa, cái này khi mà các bác lắp lên cửa, đây em quay thôi, còn khi các bác bắt lên cửa thì nó sẽ bật lại từ từ nhá, nó không phải bật lại mạnh đâu, nên cứ yên tâm đó. Đó thì bình thường là gấp gọn nhà, còn không thì các bác mở ra đấy, và các bác một phần này các bác bắt vào cửa này, phần này các bác bắt vào cái hộc này đấy, cửa thì khi mà cửa đẩy ra nhá, các nhá, cửa đẩy ra và hết cái hành trình của nó thì nó tự động là nó sẽ kéo lại cái cửa cho bác đóng vào luôn, rất hay đấy. Đó, nó sẽ có những cái lỗ để các bác bắt vào cái hộc cửa mình, vì bên trong là nó có ốc vít đầy đủ đi kèm rồi đấy, về các bác xài và sử dụng thôi, rất là dễ dàng lắp đặt nhá. Lên mã anh em sẽ cái bộ bản lề cửa tự động nhá, bản lề cửa đấy, bản lề cửa nhá, bản lề cửa tự động. Bên em đang bán một cái bộ bản lề cửa tự động này với giá sẽ là đi 60k nhá, 60k một bộ bản lề cửa đấy, bản lề cửa tự động nhá, 60k. Thì đây một cái bộ bản lề thì ở đây nó hướng dẫn các bác lắp đặt này đấy, hướng dẫn các bác lắp đặt luôn này đấy, về các bác bắt vào là các bác xài đầy đủ hết luôn, là 60.000 một bộ nha, về dùng rất là hay. Đây em sẽ có một cái video thực tế về sản phẩm này, về các bác lắp đặt này, đây bình thường là một chiếc cửa đấy nhá, về các bác lắp đặt này đấy, thì về các bác bắt cho em ốc vít vào đấy, còn cái thanh còn lại các bác bắt vào cửa nhá đấy, khi mà các bác đẩy cửa này mở ra nhá thì tự động con này nó sẽ đẩy, nó sẽ đóng lại luôn, rất là hay luôn. Đây các bác cùng xem lại lần nữa này đấy, các bác bắt vào nhá, đó các bác để vào này đấy, khi mà các bác mở cửa ra nhá, các bác nhìn này, tự động là nó sẽ đẩy đóng cửa vào luôn, rất thông minh luôn. Đấy, lúc nào mà không dùng nữa thì các bác có thể là gạt cái kia nó gấp xuống, còn lúc nào mà dùng thì các bác lại để nó lên. Nên là cái này là tự do thoải mái nhá, không có phải gò bó, lúc nào mà các bác vẫn phải dùng. Đó, lúc nào không dùng là các bác gập nó xuống nhá. Đấy, lúc nào không dùng thì các bác sẽ gập nó xuống. Lúc nào không dùng các bác gập nó xuống, lúc nào không dùng thì các bác mở nó ra. Đó. À, lúc nào dùng các bác mở nó ra, có thế thôi. 60k một bộ nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ bản lề cửa nhá, bộ bản lề cửa tự động. 60k một cái bộ bản lề cửa tự động nha. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái bộ xi đánh bóng giày nhá, bộ xi đánh bóng giày. Đấy, chuyên để các bác đánh cho giày da, đồ da, ví dụ như là giày da này, bốt da rồi giờ là quần áo dạng đồ da. Là các bác dùng cho em cái này, các bác đánh vào cực kỳ bóng và rất là sáng, rất là mới đồ luôn. Đấy, đặc biệt các bác đang dịp Tết chất, các bác đánh những đồ đồ da này mình rất ok nhá. Đấy, nó vừa bảo vệ da, giúp da da đồ da bác dưỡng ẩm tốt là không bị khô này, rồi là nó sẽ bền hơn các nhá, đồ da sẽ bền hơn. Đấy thì nó sẽ gồm có một cái cục bông, bên trong là nó sẽ có tẩm hết dầu các thứ rồi. Đấy, và đi kèm một cái lọ này nữa các nhá, một cái lọ này thì hết thì các bác tra cái lọ này vào là ok. Đó thì đây. Về thì các bác chỉ việc là dùng, các bác đánh vào này. Đấy các bác đánh vào nó sẽ bóng lên nhá. Đấy sẽ bóng lên. Đó nó sẽ bóng lên rất ok đây. Để em lấy thử những cái gì em đánh cho bác coi. Đây là đây em có nhìn này, đấy thì khi mà đánh nó sẽ ra một cái dạng dung dịch bóng này, đấy vừa tạo bóng vừa tạo độ ẩm nhá, đấy các bác nhìn này đánh nha, đấy nó khác hẳn luôn, rất là hay nhá, nó gọi là cái xi đánh cái bộ sản phẩm xi đánh giày da đồ da nhá, xi đánh giày da đồ da, thì cứ lên mã thì em sẽ cái bộ sản phẩm là cái xi đánh giày da, bên em đang bán một cái bộ nha, đây bao gồm là một cái lọ này nữa, đấy với một cái bộ này là 30k nhá, 30k, lên mã thì em sẽ cái bộ xi đánh bóng giày da nhá. Xi đánh bóng giày da đồ da đấy, giày da đồ da này là 30.000 một bộ nhá, bao gồm là một cái cục mút đánh này và một cái lọ dung dịch ấy nữa, là 30k một bộ nhá, 30k một bộ.
Dạ vâng, tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang đó là cái rổ chắt nước, hay bên em hay gọi là cái rổ vo gạo đấy. Đấy, ví dụ thì các bác hay vo gạo, vo đỗ, vo những cái dạng hạt này. Đấy, bình thường là các bác hay cho vào giá trước các thứ là nó mất công. Đấy, về các bác cho vào cái này chưa. Đấy, khi mà các bác chắt nước ra thì các bác nhìn này, ở đây nó cái lỗ li ti. Đấy, các bác chắt nước ra nha thì nước nó vẫn sẽ kiệt hết mà nó vẫn giữ lại toàn bộ gạo nước, nó không bị văng ra ngoài nhá, không bị văng ngoài, dùng rất là hay luôn. Đây nó có cái phần tay cầm. Đấy, chất liệu toàn bộ bằng nhựa PVC cao cấp. Đó, rất ok luôn. Giá này bên em của bác giá bình dân thôi. Đấy, lên mã em sẽ cái rổ chắt nước hoặc là cái rổ bộ rổ vo gạo đều được, rổ chắt nước hoặc là rổ vo gạo. Đấy, giá bên em đang bán cho bác là 20.000 một cái chiếc rổ chắt nước hoặc một cái rổ vo gạo nhá. 20.000 một chiếc thôi. Đây bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Vo gạo truyền thống cho gia đình bạn. Đây này, có nhìn này. Nhiều gia đình đã chuyển sang sử dụng rổ lọc mấy bạn hậu đậu như đấy, bình thường là các bác hay cứ vo gạo này đấy, cứ hay bị đổ văng gạo ra nhá. Đấy thì các bác đong gạo đây, sau đó các bác vo thì khi mà các bác chắt nước ra nó ra rất là tiện luôn. Đó, các bác nhìn này. Đấy. Có lỗ phía trước để chắt nước, sử dụng để vo gạo. Đấy, có nhìn này, chắt nước mà. Đấy, chắt nước rồi là các mình vo những cái các dạng hạt này. Rồi các bác view mình về mình rửa hoa quả vào đây được. Đấy, các bác rửa hoa quả vào đây được. Cho hoa quả đây các bác rửa. Đấy, rửa xong các bác chắt nước cá là ok, nó nước nó sẽ trôi hết ra vì đây nó có những cái lỗ này. Đấy, nó gọi là cái rổ chắt nước vo gạo nhá. Giá anh em đang bán một cái rổ này là 20.000 một chiếc nhá. 20.000 một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái con dao sưu tầm này. Lên mã em sẽ cái cây dao sưu tầm S1 nhá. Đấy, cây dao sưu tầm S1, cây này thì giá bình dân thôi. Thì em đang gửi bác là giá một cây dao sưu tầm S1 này với giá sẽ là đi 30k nhá, 30k một cây, 30k một cây đây. Đấy, rất chất lượng luôn, cực kỳ sắc bén nhá. Quá ok này. Đó. Con này thì chiều dài tổng thể nó rơi khoảng tầm 20 cm nhá. Các bác mua về để sưu tầm này, mua về đi rừng đi phượt gọt hoa quả này rất ok luôn, rất đẹp, có phần vỏ bao đựng đầy đủ luôn nhá. Đấy. Và phần vỏ ngoài này vân đá lên nhìn rất ok. Đó, rất chất lượng luôn, chỉ có 30.000 một cây thôi. Lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái cây dao sưu tầm. Cây dao sưu tầm S1 nhá. Cây dao sưu tầm S1 này. Dao sưu tầm S1 nhá, mã sẽ S1, giá đang gửi bác là đi 30k một cây thôi, 30.000 một cây. Giá rất hạt rẻ luôn. Mã sẽ là mã dao S1 nhá. Đây bác cùng xem lại một lần nữa này. Đấy, rất là chất lượng luôn. Lưỡi cực kỳ sắc bén nhá, lưỡi bao sắc bác luôn, sắc bén lắm, nhìn rất đẹp luôn. Đó, nhỏ nhỏ xinh xinh. Có phần vỏ bao đựng. Đấy, nhìn bình thường này các bác nhìn không biết là con này là con dao luôn. Đấy. Nhưng mà mở ra biết bên trong là con dao. Đó, ok luôn. Đấy, nhìn thiết kế kiểu dạng thiết kế kiểu nhật nhật này. Đó, ok. Đó. À, 20k một cây nhá. Dao sưu tầm mã dao sẽ là mã dao S1 nhá. Đấy, có cả vỏ bao đựng đầy đủ luôn là 30.000 một cây nhá. 30k một cây nhá, rất đẹp. Đó. Cái mã giấy ăn này, đấy, cái mã giấy ăn này rất là hay là nó phù hợp vừa khít với lại cái hộp giấy tre kia luôn. Đấy, thì bên em sẽ bán lẻ theo gói và bán theo thùng nhá, tùy nhu cầu các bác mua. Đấy, mua nhiều thì có thể mua theo thùng, hoặc các bác mua lẻ thì mua theo gói nhá. Một gói này thì hiện tại em đang bán lẻ là đi 10k một gói nhá, thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái túi giấy ăn. Đấy, túi giấy ăn. Túi giấy ăn này thì là 10k. Đấy, bán lẻ cho bác là 10k một túi nhá, 10k một cái túi giấy ăn nhá. Một túi này là được là 460 tờ này, rất là dai luôn. Giấy ăn cực kỳ dai, dùng rất là thích. Cái này em bán cực kỳ nhiều rồi, bán ngày biết bao nhiêu thùng luôn. Tờ này đang bán dã man. Đây, giấy cực kỳ dai, dùng rất là thích luôn. Đấy, giấy dai lắm. Lau cái giấy này nó không bị mùn ạ, dùng cực kỳ thích luôn. Đấy, bao dùng bao xài bác luôn nhá. Các bác cứ về dùng thử nhá. Đấy. Nếu mà không ấy đi mua 1 2 gói về các bác dùng thử, đảm bảo bác ưng luôn. Em bán rất nhiều mà hầu như là toàn mua cả thùng luôn. Đấy, tết nhất các bác xài nhiều, khách khứa nhiều, cỗ bàn nhiều. À, đây, cái này là một thùng này của nó 20 gói, đây là một thùng nguyên của nó này. Một thùng nguyên của nó đây này. Đấy, một thùng nguyên nhà đây này. Thùng nguyên nhà là 20 gói này. Đó. Thì bên em sẽ bán, hôm nay em sẽ giảm giá cái mã này luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là thùng giấy ăn nhá. Thùng giấy ăn. Thùng giấy ăn này thì bữa trước bên em đang bán là 200k, hôm nay em giảm luôn đó bác, giá chỉ còn có là đi 150.000 một thùng. Đấy, 150.000 một thùng. Mà một thùng là 20 gói luôn. Đấy, một thùng là 20 gói. Một thùng là 20 gói nhỏ như này này. Một thùng là 20 gói nhỏ nha. Cái này là thùng này em đang bóc qua để bán lẻ, còn là một thùng thì nó nguyên thùng là 20 gói nha. Đấy. Nguyên là 20 gói như thế. Là giá sẽ là 150.000 cho một thùng nhá. Đấy. Cái bộ dao đứt 3 cây này, bộ dao đứt 3 cây. Đó thì hôm nay em cũng xả kho cái mã luôn. Lên mã em sẽ là cái bộ dao đứt 3 cây nhá. Bộ dao đứt, đấy, bộ dao đứt 3 cây. Bộ này là có 3 cây đúng không ạ? Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn, bữa trước đang bán là 170.000. Em về bác mức giá rất dễ mua luôn. 130.000 một bộ nhá, 130.000 một bộ dao đứt 3 cây. Đấy, nó sẽ gồm có là 3 cây dao nhá. Hàng của thương hiệu Willing này. Đấy, Willing một trong thương hiệu rất là nổi tiếng về đồ gia dụng của Đức này. Đấy, nguyên hộp nhà này là 3 cây.
về các bác dùng làm quà biếu tặng mua về dùng ok luôn. Set 3 chiếc này đấy, thì đây em sẽ quay bác từng con một luôn. Đầu tiên là một cái con dao chuyên để các bác lọc và thái này đấy, logo Willing này đấy, có thấy không, logo Willing nhá, vân gỗ lên cực kỳ đẹp, hàng thì bao sắc các bác luôn, nhưng các bác yên tâm về chất dao Đức dùng cực kỳ thích đó, rất chắc chắn nhá, cầm con dao rất là chất lượng luôn, nhìn dao ở Đức nhìn nó vẫn khác bọt luôn, các nhìn này đấy. Con này là con dao vừa lọc vừa thái này, một cái con dùng các bác dùng để băm chặt nhẹ hoặc là các bác dùng để thái bản to, các bác xài con này chưa đấy, logo Willing này đấy, logo Willing thôi nhá đó, con này băm chặt nhẹ ok đấy, vân gỗ. Tiếp theo thì là một cái con dao dùng để chặt này đấy, con này chặt chiếc các thứ ok, chặt gà chặt vịt chặt xương là ok cho em luôn đấy, đây logo Willing rất sắc bén nhá, hàng rất sắc luôn, dùng cực kỳ thích đấy, vân gỗ lên rất đẹp luôn đó. Một bộ 3 cây nha đấy, một bộ 3 cây dao của Đức này với giá sẽ là đi 130.000 một bộ nhá, 130.000 bộ thôi, nay em giảm giá sập sàn các bác luôn đấy. Thì một bộ của nó nguyên hộp nhà nhá, một bộ là nguyên hộp nhà là 3 cây nhà này đấy, là một bộ nhà là 3 cây đấy, là set 3 cây dao của Đức nhá, là 130k, hàng của thương hiệu Nguyên Linh luôn nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cuộn dây điện 2 mét này để về các bác dùng tết nhất này đấy, mình cắm đồ cắm đạc cắm nọ kia các thứ là ok này đấy. Con này thì dây điện vàng dài 20 mét nhá, dùng cực kỳ thích luôn đấy. Có cả phích cắm ổ cắm đầy đủ nhá, đây là dây phích nguồn vào này đấy, còn đây là ổ ra, ổ ra thì nó là dạng ổ đúc luôn nhá, có cả chân tròn cả chân dẹt để về các bác cắm đa năng luôn đấy. Hàng dây lõa đồng nhá, và dây này em nói luôn là dây sẽ là dây một chấm nhá, dây một chấm đấy. Nói chung là về các bác cắm những cái dạng máy móc công suất khoảng tầm 1.500 đấy, 1.500W đổ về là ok đó. Em báo giá luôn này, lên mã em sẽ là cái con sản phẩm là dây vàng 20m này, dây vàng 20m, giá thì bữa trước đang bán là 170.000, hôm nay về các bác mức giá rất tốt luôn, 130.000 một sợi nhá, 130k một sợi, 130k một sợi nha. Đấy, dây vàng 20m nhá. Đấy, chiều dài 20m là các bác dùng gia đình nói chung là khá là ok rồi các bạn, thoải mái dùng luôn. Đây này các bác ơi, dây của nó sẽ là dây lõa đồng nha, đây em tháo cho các con này, dây lõa đồng dây một chấm nhá, đây. Đấy, dây lõa đồng, dây một chấm, dây cũng khá là to đấy. Để về các bác dùng cắm đồ đạc, cắm thiết bị này mình là ok luôn. Đấy, dài 20m nhá, dây lõa đồng 100% luôn. Giá thì một cuộn là 130.000 thôi. Giá đợt này đang thanh lý xả kho rất rẻ luôn. Chỉ 130.000 mà dài 20m. Về các bác dùng thoải mái luôn. Dây này của nó thì bọc dây của nó là dây hai lớp nhá. Đấy, dây hai lớp luôn. Đấy, bên trong một lõi này, bên ngoài này một lớp bọc chống xước, chống va đập này. Đấy. Hàng thì ổ này thì cũng là ổ đúc chống va đập chống vỡ. Dây thì rất là dẻo nhá. Cái dây nó rất là dẻo luôn. Về các bác dùng cực kỳ thích, dây dẻo dã man luôn này. Đấy, dây nó rất là dẻo này. Đó, dây nó dẻo nên các bác dùng ok. Đấy, không bị cứng hay nhèo đâu. Đó, ổ cắm các thứ là full ổ cắm, về các bác cắm thoải mái luôn. Chân dẹt chân tròn là các bác cắm ok cho luôn nhá. Đó. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái dây vàng 20m nhá, dây vàng 20m. Đó. 130.000 một sợi nhá. Dây lõi đồng một chấm nhá, dây lõi đồng một chấm. Đó, 130.000 một sợi này, giá rất rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng, đó là cái bộ điều khiển từ xa này. Bộ này thì lên mã giúp em sẽ là cái bộ điều khiển từ xa 100m nhá, và em báo giá luôn. Bộ này thì giá thì cực kỳ rẻ luôn. Bộ điều khiển từ xa 100m này. Điều khiển từ xa, bộ này là điều khiển được 100m nhá. Giá thì báo giá bác luôn 90.000 một bộ thôi. Giá rất hạt rẻ luôn, chỉ có 90.000 một bộ này. Giá quá ok. Nó sẽ gồm có một cái cục nguồn này. Đấy, cục nguồn và một cái tay bấm điều khiển. Đấy, như kiểu là cái tay bấm điều khiển xe ô tô luôn, rất chất lượng này, on off này. Đấy. Thì con này rất là dễ thôi. Đấy, nó có cả cái sách hướng dẫn trong này. Đấy, sách hướng dẫn sử dụng để về bác đấu nối này. Đấy, thì nó sẽ có là hai đường vào và hai đường ra. Đấy thì đây. Đây input, input AC, input, input là vào và output là ra. Đấy, LN. Cái này thì thực ra thì điện Việt Nam nó là điện xoay chiều, nên là các bác bấm, các bác đấu với nào cũng được. Đấy, đấu không quan trọng pha nóng pha nguội đâu, nên các bác đấu với nào cũng được. Thì các bác cứ mặc định cho là 1, 2 này, nó có đánh số này, 1, 2 sẽ là vào này, 3, 4 là ra nhá. Thì các bác cứ đấu nguồn là nguồn 220 là vào, 1, 2 cho em. Và 3, 4 là các bác đấu ra. Thì đấu ra là các bác đấu vào những cái thiết bị các bác cần điều khiển đấy, ví dụ như là đèn này, quạt này, rồi là máy bơm motor. Con này điều khiển công suất khoảng tầm 30A đổ về. Đấy, 30A đổ về là các bác dùng, ví dụ như con motor 1 ký, 2 ký là thoải mái con này luôn. Đấy, dùng rất ok. Đấy, về thì các bác có thể bắt lên tường, nó có cả những cái lỗ để các bác bắt lên tường này. Đấy, thì về các bác cứ đấu nối và sau đó các bác dùng cái điều khiển này, các bác bấm cho em rất tiện dụng luôn. Đấy, bấm cho em nó rất tiện dụng luôn. Mình có thể điều khiển từ xa được khoảng cách từ 100m đổ về là ok. Đấy, giá thì bình dân thôi, chỉ có 90.000 một bộ nhá. Bộ điều khiển từ xa đấu nối 100m nhá, 90.000 một bộ đây. Anh em cũng lắp sẵn một bộ, em quay cho các bác coi này. Đấy, em cũng đấu sẵn một bộ, em test cho bác coi. Rất chất lượng luôn. Con này dùng ok mà. Đấy, mà giá nó bình dân. Đấy, thì về có đây em đang muốn điều khiển cái đèn này. Đấy, thì đây em đang đấu đây.
Đấy, đang đấu 1-2 này, 1-2 có nhìn này. Đấy, để em zoom cho bác coi nhá. Đấy, 1-2 này, 1-2 thì là vào đây. Đấy, thì là vào 1-220 này, 3-4 là ra. Đấy, em đang cho ra cái đèn này. Đấy, em bấm cho bác coi nhá. On này, đấy, off này, on này, off này, on này, off này, on này, off này, on này, off này. Đấy, rất tiện dụng nhá. Đấy, thì các bác chỉ việc là các bác bấm thôi. Đấy, bấm là xong. Đây, 1 này, 2 này, 1 này, 2 này, on này, off này, on, off này. Đấy, rất tiện dụng nhá. Mình điều khiển từ xa, chỉ việc cầm cái tự tay điều khiển các bấm là xong. 90.000 một bộ thôi. Giá rất bình dân mà nó rất dễ dàng lắp đặt và rất là dễ sử dụng nhá. Đấy, cứ mặc định cho em là 1-2 là vào và 3-4 là ra. Đấy, 1-2 thì là vào nguồn 220. Còn 3-4 là các bác ra những thiết bị các bác cần điều khiển. Đấy, ví dụ như là 3-4 thì em đang ra cái điều khiển là cái bóng đèn đây này. Đây này, on này, off này, on này, off này. Rất ok nhá các bác nhá. 90.000 một bộ điều khiển từ xa đấu nối 100m các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái dụng cụ ép tỏi này, để về các bác dùng tết nét các thứ này. Đấy, các bác cho hành cho tỏi đây các bác ép này. Đấy, vừa lấy nước vừa lấy bã này. Con này thì chất liệu là inox 304, sáng bóng đẹp cực kỳ luôn, hàng của Willing nhá, Willing của Đức. Thì về các bác cho đây, sau đó các bác ép nó xuống, thế là xong. Ép nó xuống thế là xong, ép nó xuống thế là xong các nhá. Đó, đây nó có những cái lỗ này, vừa ra nước này, vừa lấy bã này. Đấy, các bác cho đây các bác ép thế là xong. Đấy, hàng của Willing, inox 304 nhá, rất chắc chắn luôn. Giá thì em gửi bác giá bình dân thôi. Lên mã em sẽ là cái cây ép tỏi nhá, cây ép tỏi. Cây ép tỏi này đang có giá là đi ép tỏi của Đức nhá. Ép tỏi của Đức đang có giá là đi 60k nhá, 60.000 một cái cây ép tỏi của Đức nhá, 60.000 một cây. Đấy, về các bác chỉ việc cho tỏi, cho hành các thứ đây các bác muốn ép này. Cho đây các bác ép cái thì là xong. Đó. 60k nhá, 60k một cái cây ép tỏi rất là hay. Đó, hàng của Nguyên Linh của Đức nhá, 60k một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lọ cao hổ này. Đấy, về các bác bôi đau xương khớp, đau người ngợm này. Đấy, rồi là ví dụ là cảm gió thứ là các bác về các bôi. Và cái ví dụ thi thoảng mình người ngậm mình mệt mỏi, các bác lấy ra các bác hà hơi hít này. Đấy, hoặc là sổ mũi khó thở này. Đấy, các bác lấy ra các bác hít này. Đấy, rất ok luôn, nó là dạng cao hổ nhá, cao hổ rất là thơm luôn mà chữa được rất là nhiều bệnh khác nhau đó. Hoặc là ví dụ côn trùng đốt các bác lấy ra các bác bôi cũng rất là nhạy. Đấy, đây, đấy, nó dạng cao vàng này. Đấy, dạng cao hổ nhá. Bên em đang bán một cái hũ cao hổ này là 20.000 một hũ nhá, 20.000 một hũ cao hổ nhá, 20k một hũ cao hổ. Đấy, về các bác dùng để bôi nhá, cao hổ nhá. Lên mã em sẽ là lọ cao hổ 20k một hũ. Tiếp theo thì em vẫn còn cái dòng thắt lưng da bò của Mỹ này. Đấy, hiện tại bên em đã có hai mã là mã màu nâu và mã màu đen nhá. Đấy, về các bác dùng để tết nhất mình đi chơi đi bời. Đấy, đeo nhìn cho nó đẹp lịch sự này, rất chất lượng luôn. Hiện tại đã có hai màu là màu nâu và màu đen, hai màu nào cũng đẹp luôn. Đó, chất liệu thì da thật 100% luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra hơ lửa hơ liếc cho em thoải mái. Và dòng này thì người ta làm rất là kỹ rồi. Đấy, toàn bộ phần hai bên này được bo này. Đấy, đều được bo ấy này, đều được bo viền này. Đấy, bo viền thì rất là chất lượng luôn. Hàng của Mỹ nhá. À đây, Made in USA. Đấy, Made in USA rất chất lượng luôn. Đó, cực kỳ đẹp, phần mặt cũng rất là đẹp luôn này. Đây, phần mặt rất đẹp. Hàng này của nó thì là hàng dạng là hàng con lăn nhá. Con lăn, đây em bóc cho bác còn một mặt này. Nó là dạng con lăn, là về các bác sử dụng rất ok luôn. Giá thì bên em đang gửi bác là 180.000 một sợi nhá, 180.000 một sợi thôi. Đấy, bình thường nó đang bán hơn 200 ấy. Đây, mặt rất đẹp này, mặt cực kỳ là trang nhã nhá, rất là phù hợp với các bác tầm tuổi dạng trung niên là rất là hợp lý luôn. Đấy, mặt con lăn nhá, mặt con lăn. Cái con lăn này các bác dùng rất là hay này, không, nó không quan tâm là bụng to bụng nhỏ là dùng được hay không, nghĩa là nó free size nhá, bụng to bụng nhỏ là các bác đều dùng được luôn, nó không bị hạn chế như những các bác dùng những con khuy cà đứa ra nó hay bị hạn chế, ví dụ như là bụng to bụng nhỏ là các bác hơi khó dùng. Nhưng con này con lăn là các bác bụng to hoặc là các bác bụng nhỏ đều dùng được luôn nhá. Đấy, vì nó con lăn nó không giới hạn cái kích thước là bao nhiêu nhá. Đấy, đây, mặt cực kỳ đẹp trang nhã này. Cái con này là màu đen, con này thì là màu nâu này. Đấy, con này màu nâu này. Đấy, màu nâu thì bên em đang bán cho bác giá sẽ là 180.000 một sợi nhá, 180.000 một sợi. Lên mã em sẽ là cái thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ. Đó, giá của nó sẽ là 180.000 một sợi thắt lưng da bò Mỹ nha, 180.000 một sợi thôi. Dùng rất là hay. Đấy, dùng rất là đẹp, chất lượng luôn. Đây, mặt USA này. Đấy, Made in USA nhá. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn. Con này là con màu nâu đây, con màu nâu đây. Đấy, đây, Made in USA, quá ok, hai màu nhá, màu nâu và màu đen. Đấy, mặt cũng cực kỳ đẹp luôn. Đây, đấy, hai dây đây. Đấy thì đồng giá là cứ 180.000 một sợi nhá. Các bác lấy màu nào được báo nha, thì em nhặt cho bác màu đấy nhá. Đồng giá là 180.000 một sợi thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, đồng giá 180.000. Tên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái xoay eo. Đấy, xoay eo nhá. Cái này thì em báo giá luôn 40.000 một chiếc thôi nhá. 40k một chiếc xoay eo nha. Đấy, 40k một chiếc nhá.
Đấy, các bác nào muốn một cái vóc dáng thật đẹp thì mua cho em cái con này về, rất hay luôn. Đấy. Ở đây thì nó có những cái phần gai nó lên này. Đấy, các bác vừa lên đây các bác xoay này, vừa xoay này và các bác vừa massage được cái lòng bàn chân. Đấy, lòng bàn chân thì đặc biệt là rất nhiều dây thần kinh. Đấy, thì các bác lên đứng lên đây các bác xoay thì vừa xoay được eo, vừa massage được cái khu vực bàn chân nhá. Đấy, để nó kích thích cái dây thần kinh, đấy, giúp lưu thông khí huyết này, đấy, đả thông kinh mạch này, đấy, rồi là nói chung là rất là tốt cho sức khỏe luôn, rất ok. Đấy, các bác chỉ việc đứng lên các bác xoay thôi, rất ok luôn nhá. 40k một chiếc nhá, 40k một chiếc đây để em gọi người mẫu nhà em quay cho bác coi. Đây này, đây này, khi mà người mẫu nhà em quay này, đấy, thì các bác cứ đứng lên các bác quay thôi, đấy, cứ quay này. Đấy thì eo ót là thon gọn ngon lành ngay, rồi là vừa quay vừa massage chân nhá, rất ngon lành luôn. Đó, tiện dụng mà nó rất là dễ sử dụng ạ. Đó, đi lên mã cho em sẽ là sản phẩm là xoay eo nhá, 40k cho một chiếc xoay eo này, 40k một chiếc, là việc chốt nhanh luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho cái mã hàng luôn, đó là cái cây đèn nấm nhá, đèn nấm đèn ngủ đây. Lên mã sẽ cái cây đèn nấm hoặc đèn ngủ đều được. Đấy, đèn nấm, đèn ngủ đều được nhá, đèn ngủ nấm các nhá, đèn ngủ nấm. Em báo giá luôn, bữa trước đang bán cho bác là 40.000, hôm nay em về bác giá rất tốt luôn, bán giá lãi tình cảm thôi. 15k cho một cái cây đèn nấm nha, 15k một cây, dùng rất là hay. Đây, nó là dạng đèn ngấm đủ nhá, nó có cái chức năng cảm biến là tự động là ban ngày nó sẽ tắt đi và ban đêm tự động nó sẽ bật lên. Để về các bác cắm vào phòng ngủ các thứ này, đấy, ok luôn. Đấy, tự động là đây nó có mắt cảm biến này, tự động ban ngày là nó sẽ tắt đi và đúng rồi, ban ngày tắt đi và ban đêm là tự động nó sẽ bật lên nhá, dùng rất hay luôn. Giá thanh lý xả kho đấy bác luôn, 15k một cây nhá, 15k một cái cây đèn ngủ nấm nha, 15k một cây. Đây nhá, đấy, khi mà về các bác dùng thì nếu mà các bác muốn test thì các bác để tay đây này. Đấy, để tay các bác bịt kín cái phần mắt cảm biến ở bên này này. Đấy là tự động nó sẽ sáng lên, các bác bỏ tay ra cái nó sẽ tắt đi nhá. Đấy đây, rất ok luôn. Đấy, nó cảm biến rất hay nhá. Đấy, nó là cái nó có cái chức năng cảm biến rất ok luôn. Đấy, về các bác sử dụng cắm làm đèn ngủ thứ ok luôn nhá. 15k một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái con máy thổi hút bụi này. Lên mã sẽ con máy thổi, con này vừa thổi vừa hút được nhỉ. Đấy, vừa thổi hút nhưng mà chủ yếu là nó thổi được quá. Đấy, còn hút thì nó là phụ thôi, chủ yếu là thổi thôi nhá. Đấy, thì các về các bác mua dùng để thổi cũng rất hay. Đó. Đây, bên trong phụ kiện đầy đủ đi kèm này. Đấy. Sử dụng nguồn 220 dùng rất là tiện luôn. Chủ yếu là các bác thổi, ví dụ mình thổi bụi, thổi lá cây là rất là tiện dụng luôn. Đấy, con này thì nói luôn hàng sản xuất tại Trung Quốc nhá. Made in China. Đấy, made in China. À, công suất của nó sẽ là 1000W này, và cái vòng tua của nó sẽ là 13.000 vòng trên 1 phút nhá, cực kỳ khỏe luôn, máy chạy khỏe lắm. Đấy, thổi phe phe luôn. Ở đây các bác muốn thổi, các bác lắp cho em cái đầu này mà, cái đầu chóp chóp này. Đấy, các bác bấm công tắc đây nhá, bấm công tắc đây, đây nó có cực công tắc này. Đấy, motor đây. Đấy, bấm vào trực tiếp vào nguồn 220 các bác bắn cho em, thổi cực kỳ khỏe luôn. Ngoài ra nếu các bác muốn hút ấy, thì các bác lại chuyển cho cái đầu này về đây. Đấy, thì các bác lại hút nhá. Đấy, và khi mà hút thì các bác lắp cho em cái túi này vào này. Đấy, lắp cho em cái túi này vào để cho nó chứa rác ạ. Đấy, để cho nó chứa rác thì các bác lắp vào đây nhá, lắp vào đây. Đấy, thì khi mà hút thì nó sẽ hút và truyền rác thì nó sẽ đựng vào trong cái túi này. Đấy, còn nếu mà muốn thổi thì các bác lại chỗ đổi cái đầu về đây để các bác thổi nhá. Máy thì cực kỳ khỏe luôn, máy thổi khỏe lắm. Đây, em sẽ cắm cho bác coi này. Đây, đây em sẽ test cho bác coi nhá, thổi thì cực kỳ khỏe luôn này. Em bật máy này. Đây, lòng ổ điện cắm lại cho bác coi nhá. Thổi khỏe lắm, con này thổi kinh khủng luôn. Đây này. Thấy không? Thổi rất nhanh luôn. Đây này. Thấy không? Đấy. Mà cái tầm thổi nó cũng rất là xa nhá. Đó đây. Đây nhìn biết này. Nó thổi mà các bác cầm không chắc tay, nó đẩy về sau luôn nhá, nó đẩy về sau luôn, nó thổi khỏe lắm, máy chạy khỏe kinh khủng luôn. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy thổi hút bụi nhá, máy thổi bụi công suất 1000W này, vòng tua 13.000 vòng trên phút và sử dụng điện 220. Đấy, em báo giá luôn, con này thì hiện tại em đang có giá là 220.000 một chiếc nhá, và bao ship tận nhà luôn. Về các bác dùng để thổi bụi này, rồi là các bác thổi lá cây, đấy, rồi là thổi này, rồi có cả chức năng hút luôn nhá. Đấy, nhưng chủ yếu là nó thổi thôi, chứ hút thì nó phần thôi. Đấy, chủ yếu là thổi thôi nhá. Lên mã em sẽ cái con máy thổi hút bụi này, máy thổi hút bụi nhá. 220.000 một cây nhá, 220k một cây, và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, bao ship tận nhà, máy thổi hút bụi nhá, 220k bao ship. Tiếp theo thì em lên nhanh cho bác mã hàng, đó là cái hộp ô tô đồ chơi này. Lên mã em sẽ cái hộp ô tô đồ chơi nhá, hộp này thì em báo giá luôn, tại vì em đang có giá là đi 100k một hộp đâu nhá, 100k một hộp. Lên mã em sẽ cái hộp ô tô đồ chơi cho trẻ em. Đấy, hộp ô tô đồ chơi nhá, cho trẻ em nhá, giá sẽ là 100k một hộp nha. Một hộp này là sẽ là 30 xe,
30 xe ô tô đồ chơi các kiểu các loại luôn, rất là đẹp, nhìn rất là ok. Đấy, về các bác sử dụng mình cho các cháu này mình chơi này. Một hộp này là 30 xe nhá, đựng trong chiếc hộp như này. Và xe này của nó sẽ là xe khung nhôm và nó có cả cái phần đây này, cả phần cốt này. Đấy, có thấy không? Cốt chạy cực kỳ khỏe luôn nhá. Đấy, về để cho các cháu này mình chơi với nhau rất ok. 30 xe là cả nhà chơi với nhau luôn. Đấy. Thân xe nó là thân nhôm rất chắc chắn nhá. Đấy, một hộp là 30 xe. Và rất nhiều màu sắc và rất nhiều các loại xe khác nhau nhá. Đấy, rất nhiều màu sắc, rất nhiều các loại xe khác nhau. Giá thì bình dân hạt rẻ thôi, 100k một hộp nhá, 100k một hộp. Hộp ô tô đồ chơi cho trẻ em nhá. Một hộp là 30 xe, 100k một hộp nhá. Đó, tiếp theo thì em lên luôn đi bác. Đó là cái mã đèn hai đầu này. Đấy, con này thì bên em đang bán rất nhiều rồi. Giá thì cũng bao giá thị trường luôn. Lên mã em sẽ con sản phẩm là đèn hai đầu. Đèn hai đầu này thì đang có giá là đi 240.000 luôn nhá, 240k và bao ship cho bác tận nhà luôn, bao ship tận nhà luôn, giá rất tốt. Đó. Các bác cứ mua hóa đơn trên 200 là bao ship rồi mà. Con đèn này là bao ship là đương nhiên rồi. Đấy. Con sản phẩm đèn cực kỳ chất lượng. Dòng đèn pin hai đầu của cảnh sát Nhật nhá. Đây. Hàng Polykea Made in Japan. Con này chiếu sáng, tầm chiếu xa nó từ 800 cho đến 1200m nhá. Chiếu kỳ xa luôn, cực kỳ sáng nhá. Đây con nhìn này, ánh sáng của nó trắng xóa luôn này, sáng dã man luôn. Các bác có thể lên xem video em test rất nhiều lần con này rồi, dùng cực kỳ thích luôn. Đấy. À, nó con này có hai chế độ sáng cả hai đầu luôn nhá. Phần đầu này được bọc cao su chống va đập chống vỡ nhá. Đấy, toàn bộ này dòng mắt LED siêu sáng, rất tiết kiệm điện luôn. Đấy. Đấy, các bác có thể bật cả bên hông này, rồi bật phát bên này luôn này. Đấy, sáng cả bên này luôn, sáng cả bên này. Rồi bật phát sáng cả bên này luôn. Đấy, rất ok nhá, sáng phát hai đầu luôn này. Đấy thì các bác cứ lên mã em sẽ là cái sản phẩm là đèn hai đầu nhá. 240.000. Có báo cả vạch pin luôn, khi mà các bác bật báo cả vạch pin để biết là pin nó còn nhiều hết. Đây là cái phần chân sạc này. Đấy, chân của nó chân nhỏ, chân sạc. Còn cái chân to là cái cổng USB để các bác sạc ra nhá. Ví dụ điện thoại hết pin thì mình có thể cắm ở đây. Đấy, để các bác lấy cái pin của cái đèn này các bác sạc cho điện thoại nhá. Đấy, như kiểu là một cái cục sạc dự phòng ấy. Có cả một cái lỗ ốc 3/4 để các bác có thể ví dụ về bắt vào những cái con chân ốc 3/4 rất ok. Đấy, hàng Made in Japan, rất xịn sò. Lên mã em sẽ là đèn hai đầu nhá, cực kỳ sáng. Có các chế độ sáng là chiếu xa này, rồi là ánh sáng rộng này. Đấy, rồi ánh sáng rộng nữa này, rồi là có cả nháy cảnh báo SOS này. Đấy, nháy loạn luôn, rất hay. À, 240.000 nhá, 240.000 thôi, vào việc luôn, giá rất tốt mà sản phẩm dùng rất ok. Đấy, đi kèm có cả một cái giọng cộng dây cáp sạc nhá. Thì cái con này nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn 5V, về các bác có cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, các bác cắm vô đấy để các bác sạc cho cái đèn này là xài thôi. 240k nhá. Lên mã lúc sẽ là sản phẩm là đèn hai đầu, 240.000 một cây, bao ship tận nhà. Đèn siêu sáng luôn nhá, không sáng không lấy tiền bác luôn, cực kỳ sáng luôn đấy. Theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ sạc AQUI. Đi tại bên em nó có hai mã là bộ sạc 24V và bộ sạc 12V nhá. Toàn bộ hàng này thì của hãng Foxua, đấy, một trong những thương hiệu chuyên về những cái bộ sạc AQUI này rất là nổi tiếng rồi. Và hàng này thì bên em bán rất nhiều, và hàng bên em thì nó luôn là hãng này thì nó có bảo hành luôn nhá, nên có yên tâm. Đấy, dùng hàng này có bảo hành luôn. Đấy. Dùng thì cực kỳ ok và rất là chất lượng luôn. Và dòng này thì nó là dòng sạc đời mới nhá. Dòng sạc điện tử ạ. Đấy, dòng sạc điện tử. Và cực kỳ nhiều những cái chế độ rất là hay trong một cái bộ sạc nha. Đấy, hàng này thì em nói luôn nó đến tại thị trường của China cũng nhá, của Trung Quốc cũng nhá. Đấy, nói luôn. Nhưng mà Trung Quốc như xuất đi rất nhiều nước này, ví dụ như là Anh này, rồi là có Pháp này, toàn là thị trường khó tính như Tây Ban Nha này. Đấy. Đức này, Germany này. Đấy, nó các bác nhìn, chỉ cần nhìn cái quyển sách thì rất là các bác biết đi nó xuất đi những cái nước nào, vì đây, Russia này. Vì nó Italia này, vì nó đề ấy mà, nó đề những cái ngôn ngữ của những cái nước nó xuất sang để làm hướng dẫn mà. Đấy. Bộ này là bộ 12V này, thì đây, đấy, bộ 12V này, nó sẽ gồm có là một nguồn vào nhá, có quạt tản nhiệt đầy đủ với bác luôn. Đấy, có quạt tản nhiệt luôn nhá. Nguồn là nguồn 220 nhá, và nguồn ra của nó đây, nguồn ra thì sẽ là nguồn 12V. Và cái con sạc 12V này thì cái ampere của nó sử dụng là từ 4A cho đến 100A nhá. Nói chung là những cái dạng bình ô tô, bình xe máy dạng nhỏ nhỏ vừa vừa là ok. Đấy, các bác sạc là ok. Nói chung là các bác về các bác cứ nhìn cho em là cái bình nhà mình nó sử dụng điện áp từ bao nhiêu này. Nếu mà trong sử dụng phạm vi là từ 4A này cho đến 100A là cái sản phẩm này là nó sẽ sạc được nhá. Cái này sạc được này. Đấy. Còn nếu mà lớn hơn thì các bác có thể tham khảo cho em con 24V này. Đấy. Còn đây, con này là con 12V nhá. Đây em mở luôn cho bác cái con 24V này. 24V thì nhìn nó cái thân của nó sẽ to hơn con 12V chút này. Đấy, nhìn nó sẽ to hơn. Đó, đây. Con này là con 24V nhá. Con này là từ 8A nhá cho đến 150A. Đấy, 8A 150A. Đó, đây. Thông số kỹ thuật đầy đủ đây các bác nhá. Đấy.
hàng của Fox Sua nên nói chung là dùng cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, sẽ gồm có là một nguồn vào và hai đường ra. Hai đường ra thì nó sẽ có là phân biệt âm dương để các bác biết là các bác kẹp luôn. Nhưng mà cứ yên tâm đi. Còn là những cái dòng này nó là dòng đời mới thì các bác cứ kẹp cho em thoải mái. Kẹp nhầm cực thì nó sẽ báo lỗi nhá và máy nó sẽ không chạy. Và khi nào mà các bác kẹp đúng cực thì bắt đầu là máy nó mới chạy nhá. Và hai cái sản phẩm này là toàn bộ đều có màn hình hiển thị LCD trên này, nó sẽ báo về nhiệt độ bình này, rồi là phần trăm pin là đầy hay chưa để biết lối này. Đấy, cũng như là các bác sạc điện áp nó đang vào là bao nhiêu. Đấy, rồi sản phẩm này thì toàn bộ thì sẽ được sạc là tự ngắt khi đầy nhá. Hai con này đều tự ngắt khi đầy, nghĩa là bình của bác đầy thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt thôi nhá, tự động là nó sẽ ngắt luôn, nó sẽ không sạc nữa, để tránh tình trạng là bình của các bác sạc lâu quá nó bị chai thì nó tự động nó sẽ ngắt hết luôn. Đấy, ngắt toàn bộ nguồn luôn, không nó không cấp nguồn nữa, nó sẽ không sạc được nhá, không sạc luôn. Và thứ hai là nó có chức năng là chống ngược cực này. Đấy, khi mà các bác kẹp ngược cực thì nó chỉ báo lỗi thôi nhá, nó báo lỗi lúc nào mà các bác kẹp đúng cực thì bắt đầu là máy nó lại hoạt động trở lại, còn nếu mà các bác kẹp ngược cực là tự động máy sẽ báo lỗi và nó sẽ dừng không hoạt động luôn, rất thông minh luôn nhá. Chế độ thứ ba là chế độ khử sulfat phun khôi phục bình. Đấy, thì khi mà các bác dùng cái sản phẩm này thì theo nhà xuất công bố thì nó sẽ tự động khử sulfat cũng như là khôi phục lại bình thôi nhá. Đấy, ví dụ như bình các bác dùng lâu thì nó sẽ tự động nó khôi phục lại cũng như là nó khử sulfat để nó tăng tuổi thọ của bình nhá. Nói chung là toàn những cái ưu điểm của nó thôi. Đấy, ưu điểm thôi. Nói chung là nó khắc phục từ những cái sản phẩm đời cũ, nó cho ra những cái dòng sản phẩm sạc điện tử, sạc điện tử nhà rất là hay luôn. Đấy, thì em báo giá luôn nhá. Lên mã em sẽ cái con sản phẩm là cái con sạc 12V và con sạc 24V. Đấy, con sạc 12V hiện tại em đang có giá là đi 12V hiện tại đang có giá là đi 190.000 nhá, 190.000. 190k này. 190k thì các bác cứ lên mã em sẽ là cái bộ sạc 12V của Fox Sua. Đấy, điện áp từ 4W cho đến 100W thì là 190.000. Còn cái con này thì hiện tại em đang giảm giá này. Con này bữa trước đang bán là 350.000. Hôm nay em giảm luôn bác, giá chỉ còn có 280.000 thôi. 280.000 nhá, 280.000 cho một con sạc 24V này. Đấy, con sạc 24V thì là 280, còn cái con sạc 12V thì là 190 nhá. Đấy, nó chênh nhau 100.000. Cái này thì các bác sạc cho những dạng bình to hơn. Đấy, ví dụ như là bình ô tô, những cái bình to, bình 24V thì các bác dùng cái con này. Còn nếu là sạc dạng xe máy cái miếc nhỏ nhỏ thôi thì các bác sạc cho em cái con 12V này cũng được này. Đấy, ok luôn nhá. Đấy. Hàng hãng, hàng của Fox Sua nên là có ai dùng yên tâm. Đấy, có lỗi lầm các thứ gì các bác cứ liên hệ bên em sẽ đổi trả bảo hành cho bác nhá. Nên rất ok. Đấy, nói chung cực kỳ xịn luôn. Toàn những sản phẩm chức năng ưu việt thôi. Đấy, tự ngắt này, rồi là chống ngược cực này, khử sulfat khôi phục bình, toàn những chức năng ưu điểm nhá, dùng rất thích luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác hàng đó là cái mỏ hàn tự động này. Lên bác xem cái mỏ hàn tự động, cái con này mỏ hàn tự động nó sẽ ra thiết nhá, dùng rất hay luôn. Con này công suất của nó sẽ là 150W này. Đấy, dòng mỏ hàn của Nhật nhá, made in Japan, cực kỳ xịn chất lượng luôn. Sử dụng nguồn 220 nhá, hàng Nhật xuất nên sử dụng nguồn 220. Đây. Đấy. Made in Japan rất ok, sử dụng nguồn 220 và cái công suất của nó sẽ là 150W nhá. Đấy, thì bác nào mà hay hàn hay run tay ấy, thì bác mua ngay cho em cái con sản phẩm về. Cái con này là các bác không cần phải cầm thiếc, mỗi lần các bác cầm cái gì dí thiếc là các bác hay bị tay run ấy, là hay bị bong mũi hàn. Đấy, bác mua cho em cái con này về thì khi mà mua về thì các bác cho cái thiếc này vào này, đây này. Đấy, ví dụ em lấy một cái cuộn thiếc làm mẫu cho bác này. Đấy, thì các bác kéo vuốt cho em cái dây thiếc cho nó thẳng đi. Đấy, sau đó là các bác cho vào cái lỗ này. Đấy, thì một tay đồng thời là các bác tay vào tay ấn vào đây, các ấn vào đây nhá, và bắt đầu một tay đồng thời các bác xỏ cho em cái dây thiếc vào đây. Đấy, đồng thời xỏ cái dây thiếc vào đây. Đấy, thì thiếc nó sẽ ra đầu này nhá, khi mà xỏ xong thì thiếc sẽ ra đầu này. Và khi mà các bác hàn lên đâu thì các bác sẽ bấm cho em lên đấy nhá. Đấy, hàn lên đâu mà thiếc nó hết lên đâu thì các bác sẽ bấm cái nút công tắc này. Đấy, thì thiếc nó sẽ nhà ra từ từ. Đấy, thì các bác sẽ cứ đến đâu là các bác mình sẽ hàn đấy. Đấy, thì thiếc nó tự chủ động là nó sẽ ra lỗ này luôn, rất là ok. Đấy, các bác không cần phải cầm thiếc, nhưng mà khi mà con này nó thiết kế là nó đã thiếc nó sẽ đùn ra từ đây rồi. Đấy, thì các bác cứ thế là các bác ấy nó sẽ đùn ra thôi. Đấy, và nó có công tắc nguồn đấy nhá, công tắc nguồn thì lúc nào dùng nó các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi, có thế thôi, rất ok. Đấy, đây là phần dây nguồn này. Đấy, nguồn 220 cắm trực tiếp nguồn 220 là sao thôi. Đấy, công suất 150W là các bác dùng khá là khỏe luôn ấy, khỏe cực kỳ luôn đấy, nóng rất là nhanh và rất ok luôn. Hàng Made in Japan nhá. Lên mã em sẽ cảm phẩm là cái cây mỏ hàn thiếc, mỏ hàn tự động nhá. Cái lên mã em sẽ là cái mỏ hàn thiếc tự động. Đấy, mỏ hàn thiếc tự động bên em đang bán một cây mỏ hàn thiếc tự động này với giá là đi 130.000 nhá, 130.000 mỏ hàn tự động này, mỏ hàn tự động
130k một cây nhá, 130.000 một cây mà tự động, có nhặt rất xịn nha. Đấy, về các bác chỉ việc luồn thiếc và sau đó bấm là thiếc ra đi trên quay, còn lại thì cái phần này các bác cắm nguồn 220 bật công tắc lên là xài thôi. Đấy, nóng rất là nhanh. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái cây cà lê vận ống này. Để bác sẽ cái cây cà lê vận ống nhá. Cái cây này về các bác dùng để vận ống nước thứ rất ok. Đấy. Những cái ống nước ở nó ở trong gầm ấy nhá, trong gầm ấy nó rất là khó lách được những con cà lê bình thường mà, các bác mua ngay cho em mấy con này về. Đây này, đấy, nó có những cái khuôn hình con ốc này. 21 27 thứ là các bác vận ok. Đấy. Và nó có chỉnh các cỡ thứ này ở đây là ok luôn. Đấy, về các bác luồn vào cái phần chậu rửa bát thứ là những cái chỗ mà ngóc ngách các bác không thể vặn được. Thì bác cho ngay cái con này vào các bác vặn này. Đấy, nó gồm rất nhiều những cái mẫu kiểu là khuôn khác nhau để nó khớp với lại cái chậu, những cái con ốc ở ví dụ như là chậu rửa bát, bồn rửa mặt các thứ, là những cái chỗ ở gầm các bác khó tiếp cận thì các bác dùng cho em con này. Đây, nó có cả cái ly vô này, đấy, ly vô đánh thăng bằng này. Ok luôn, về các bác dùng rất này rất hay. Đấy, cà lê vận ống nhá, lên mã em sẽ cái cà lê vận ống, bên em đang gửi bác một cái bộ cà lê vận ống nha, với giá sẽ là đi 100.000 một cái nhá, 100k một cái cây cà lê vận ống nha. Đấy, một bộ của nó là 100k. Đấy, hàng bãi dùng cực kỳ xịn luôn, 100k nhá, 100k. Lên mã em sẽ cái cây cà lê vận ống nhá, 100k cây cà lê và ống màu đỏ đỏ đấy. Các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này, dùng rất hay luôn. Đây, đồ nghề trong nhà lại chẳng có cái lò vừa thì có lẽ đây là một dụng cụ bạn đang cần, một chiếc cà lê đa năng vặn dưới nước. Nó được sinh ra để vặn các con ốc khó tiếp cận như dưới bồn rửa, các con ốc trong nhà vệ sinh, nhà tắm mà không lo bị xoắn đứt dây. Lọ tinh dầu khách sạn này, lên mã áp sẵn cái lọ tinh dầu khách sạn nhá, hàng này của hàng của khách sạn Thanh Lý nhá, hotel series này. Đấy, rất thơm luôn, cực kỳ thơm nhá. Về đấy bác mình để trong phòng trong nhà, đấy, tạo mùi thơm hương thơm cũng như là decor nhìn rất là đẹp luôn. Đây, hàng nguyên hộp nha. Đấy, thì sẽ gồm có là một cái lọ tinh dầu này, đấy, đi kèm là những cái que, những cái que để các bác trang trí decor lên nhìn rất là đẹp. Đây nha, đây những cái que này và một lọ tinh dầu rất là nhiều luôn. Đó, màu đen luôn nhá, màu đen. Đây, hotel CD này, cái này thì chắc là nhiều bác đi khách sạn nhà hàng các bác hay nhìn thấy cái lọ nước hoa này rất là thơm luôn. Đấy, và một cái dây đeo để thì về các bác đeo cái dây này vào này, sau đó các bác cắm những cái que này vào và những cái que này nó ngấm dần tinh dầu lên thì nó sẽ tự động nó bay lên nhá, nó bay mùi tinh dầu lên rất là thơm. Đó. À, đây thì khi mà các bác cắm vào nhìn nó sẽ như này nhá. Đấy, nó sẽ có những cái que nó chồng lên nhìn nó vừa đẹp quá nhá, vừa đẹp cũng như là trang trí mà tạo được mùi thơm. Đấy, mùi thơm nó bay ra từ từ thăng thoảng rất là thơm luôn. Mùi thơm thăng thoảng nhẹ nhàng nhá. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra mùi thơm thoải mái nhá. Giá bên em đang bán bình dân thôi, 20k nhá, 20k cho mỗi hộp tinh dầu khách sạn nha. Đấy, tinh dầu khách sạn lên mã cho em giúp em sẽ là sản phẩm là tinh dầu đen cũng được. Đấy, tinh dầu đen hoặc tinh dầu khách sạn là được. Tinh dầu khách sạn này đang gửi bác là 20k nhá, 20k một cái lọ tinh dầu khách sạn nhá, 20k một lọ. Đấy, tinh dầu khách sạn hoặc là tinh dầu đen, hàng Thanh Lý khách sạn nhá, hotel series, hàng mới keng, vẫn còn nguyên đai nguyên quyển nguyên hộp luôn. Đấy, rất ok nhá, mùi rất là thơm. Đấy, mình về mình để thơm phòng thơm nhà, các bác cần chỗ nào thơm thì các bác để cái lọ này vào xem, rất là thơm luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái quyển sách nói song ngữ cho trẻ em này. Đấy, các bác mua cái quyển sách này về rất là hay. Đấy, quyển sách nói song ngữ dành cho trẻ em nhá, một cái quyển cực kỳ là thông minh và rất là hữu ích luôn, các bác mua về cho cháu mình học tập này. Đấy, cái này thì bảng nhận phát triển trí tuệ con trẻ là trợ thủ tuyệt vời cho con này. Đấy, minh họa sinh động này, hứng thú này. Đấy, sản phẩm từ kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm nhá, hướng dẫn tuyệt vời giúp bạn nhập môn nhanh chóng này. Muốn học ở đâu thì bấm vô đó. Đấy. Bảng nhận biết chữ cái song ngữ này, kiến thức toán học này, từ ngữ thông dụng thực phẩm này, nhận biết màu sắc và hình học này, thế giới động vật và phương tiện giao thông. Qua việc bấm nút ở mỗi trang có thể thưởng thức nội dung của bất kỳ trang đó với chủ đề phong phú bằng chữ cái và hình dạng màu sắc thế giới động vật, hoa củ quả, phương tiện giao thông, nhu yếu phẩm, nhân vật, tất cả đều có chủ đề song ngữ. Đấy, cả tiếng Anh và cả tiếng Việt nhá, rất ok, giúp bé học ngoại ngữ một cách tốt nhất này. Đấy, qua việc bấm chọn nút ngôn ngữ có thể biết hàm nghĩa trong hai loại ngôn ngữ của hơn 300 nội dung. Đó, cái này thì nói chung là một cái quyển sách vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh thôi nhá, và gồm rất nhiều nội dung xoay quanh đời sống, cuộc sống của chúng ta nhá. Đấy, dành cho các bé như mình. Đấy, sản phẩm thì đây, về đây các bác sử dụng thì các bác mở cái phần nắp này ra này. Đấy, các bác mua cho em 3 viên pin nhá. Hàng này thì bên em bán nó không có kèm pin đâu, về thì các bác tự mua pin các bác lắp vô. Đấy, thì khi mà các bác mua về thì các bác lắp cho em 3 viên pin vô đây. Đấy, lắp 3 viên pin vô đây. Sau đó là các bác mở sách ra, các nhá, mở sách ra. Đấy, thì nó sẽ gồm có rất nhiều nội dung khác nhau này. Đấy, từ phiên âm tiếng Việt này, rồi là có phiên âm tiếng Anh các thứ này, đầy đủ bác luôn. Đấy, nhu yếu phẩm này, rồi là trái cây này. Đấy,
nhân vật này, toàn bộ là đều được minh họa bằng hình ảnh cũng như là âm thanh, rất là chân thực nhau nhá, rất là chân thực luôn. Đấy, để các bé nhà mình sử dụng để học tập này. Đấy, rồi là tránh xa điện thoại, tivi thứ ra. Đấy, có cháu mình tập trung học tập nhá. Đấy, đi về các bác sử dụng thì cũng bấm cái nút nguồn này. Đấy, bấm nút nguồn. Đấy. Đấy thì về đầu tiên bắt đầu là các bác nhìn ấy, nó sẽ có hai nút nguồn nhá. Cú nút nguồn màu xanh thì sẽ là cái nút nguồn để mở nguồn sách này, các bấm nút nguồn màu xanh là đầu tiên khi mà các bác mở sách ra thì sẽ bấm cho em vào cái nút nguồn màu xanh. Bé ơi, chào bé, hãy thử nhấn nút nhé. Đấy, thì nó sẽ có một cái loa phát âm thanh. Và tiếp theo thì là một cái nút nguồn bên cạnh, đó là cái nút của từng trang một nhá. Đấy, ví dụ là các bác muốn sử dụng cái trang này thì các bác bấm vào đây cho em. Đấy, thì bắt đầu là các bác sẽ sử dụng được cái trang này nhá. Ví dụ như E này. E, quả me. Đó, rồi. Y, con chim. Đó, thấy không? Nó sẽ có... Các bác bấm vào cái nội dung nào thì nó sẽ nói lên cái nội dung đấy nhá. Cũng như là có hình ảnh minh họa thực tế đầy đủ luôn. Đấy, và ví dụ sang trang tiếp theo nhá. Thì các bác muốn sử dụng cái trang tiếp theo thì các bác ấn vào cái nút màu cam cho em này. Đấy, thì bắt đầu là các bác mới sử dụng được trang tiếp theo. Còn ví dụ như là các bác muốn sang một trang tiếp theo nữa. Quạt điện. Sang một trang tiếp theo nữa thì các bác phải bấm nút màu cam này. Đó. Đấy, tức là các bác cứ sang một trang mà các bác muốn chuyển nội dung mà sang một trang mới thì các bác phải bấm nút màu cam cho em. Đấy, còn mặc định cái nút màu xanh thì nút nguồn của cái quyển sách rồi thì các bác bấm một lần cho em là ok. Đấy, và nó sẽ cùng có đầy đủ. Khi mà các bác bấm một nội dung nào thì nó sẽ tự động là ra nội dung đấy các bác nhá. Lion. Đấy, cái này em chưa bật cái trang này thì bây giờ các bác phải bật lên. Đây. Họa sĩ. Đó. Giáo viên. Đó, đây. Nhà khoa học. Bác sĩ. Đó, thấy không? Rất ok nhá, đầy đủ luôn. Để về các cháu nhà mình học tập thì cứ về các bác sử dụng một vài lần là các bác quen thôi. Giá rất là bình dân, hạt rẻ. Lên mã giúp em sẽ là quyển sách nói nhá. Đấy, quyển sách nói song ngữ dành cho các bé này mình. Giá thì em báo giá luôn. Giá tại em đang bán sẽ là 110k nhá, 110k. Đấy, sách nói song ngữ nhá. 110k cho một cái quyển sách nói song ngữ này, chỉ có 110.000 thôi. Đấy, đi về các bác mua cho em 3 viên pin đấy. Các bác lắp vào mặt đằng sau. Đấy, sau đó các bác dở ra và các bác bấm nút đúng như em hướng dẫn em vừa quay nhá. Đấy là các bác cho các cháu nhà mình học. Đấy, rất ok luôn. Đấy. Đầy đủ hình màu sắc này, hình ảnh này. Đấy, rồi là âm thanh rất là chân thực luôn. Để về các cháu nhà mình học tập sử dụng rất là sáng tạo nhá. Đấy, tiếp thu kiến thức một cách rất là tốt, tránh xa điện thoại tivi. Nói chung là một cái sản phẩm rất là bổ ích cho các bé nhà mình nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên mã xả kho luôn các bác. Mã hàng đó là cái con máy xay mini này. Đấy, máy xay rớt các bác mua về. Đấy, chuẩn bị mình Tết nhất này đến nơi rồi. Đấy, các bác mua cái con này về rất là hay luôn. Các bác dùng để xay tỏi, xay ớt, xay hành. Đấy, xay gia vị, gia giảm này mình. Xay rau củ quả ok luôn nhá. Con này cực kỳ sắc bén và xay rất là hay. Cái sản phẩm này là cái con máy xay nó chạy bằng pin ạ. Đấy, nó không cần dây dọ gì lằng nhằng. Đấy, và các bác khi mà hết pin thì các bác phải cắm sạc hoặc là các bác xài thôi. Đấy, cái hay của sản phẩm này nó không cần dây dọ gì lằng nhằng ạ. Đó, rất là hay luôn. Đây, một con sản phẩm này nguyên hộp này, mới keng luôn nhá. Nó sẽ gồm có là một cái phần củ xay này. Đấy, đây là cái nút nguồn nhá. Bấm vào đây là máy chạy này, máy chạy cực kỳ khỏe luôn. Đấy, và bên dưới thì là một cái phần nắp đậy này. Rồi là lưỡi dao nhá. Lưỡi của nó sẽ là ba lưỡi nhá, nên là xay rất là đều và cực kỳ nhuyễn. Lưỡi thì bao sắc bao sáng luôn. Các bác mua về xay rau củ quả này, xay hành tỏi rồi các thứ rất là nhuyễn. Đấy, mình ví dụ như mình làm tí nem nước, mình pha tí nước chấm, đấy cho tí hành, tí tỏi, tí ớt vào đây, xay cực kỳ nhuyễn luôn. Đấy, và cái sản phẩm này thì nó có pin sẵn tích ở trong này rồi nhá. Đấy, thì các bác về là chỉ việc dùng thôi. Còn khi mà hết pin thì đây đi kèm nó sẽ có một cái cọng dây cáp sạc, các bác cắm vô đây. Đấy, cắm vô cái phần chân cắm của nó này. Đấy, cắm vào đây, sau đó là các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, hoặc là có cái nguồn 5V 2A mà chân USB là các bác cắm vô là các bác có thể sạc được cho cái máy này rồi. Đấy, sạc một lần nhưng mà được dùng được rất là nhiều lần nhá, rất là hay luôn. Đó. Thì em báo giá luôn. Hôm nay em lên mã sẽ xả kho cái mã sản phẩm luôn nhá. Đấy, bữa trước thì em đang bán cái con máy xay mini, máy xay tỏi ớt nha. Với giá thì sẽ là 100k, hôm nay em giảm luôn bác, giá thì còn có 70k thôi. Lên mã em sẽ có con máy xay mini. Đấy, máy xay mini xay tỏi ớt luôn nhá. Đấy, giá bữa trước đang bán là 100k, hôm nay về bác mức giá rất dễ mua luôn. Giá chỉ còn có là đi 70.000 thôi, 70k. Đấy, vào việc chốt nhanh luôn, rất là hay. Đây cho bác coi cái video thực tế về sản phẩm này, dùng cực kỳ ok luôn, xay rất nhuyễn đây. Các bác cùng coi sản phẩm này. Ok, bây giờ thử xay tỏi với cái máy này nha. Khá là nhuyễn nha. Cái này mà bằng tay chắc cũng phải 5 phút mới được như vậy á. Và chiếc máy này xay rất nhuyễn nha. Xay hành cũng rất là ok nha, cực kỳ đơn giản. Để test độ mạnh của máy này thì mình sẽ xay cà rốt cho các bạn xem. Xay cà rốt nha, xay luôn cà rốt miếng rất to.
Nhìn xem 100 cành nè, đáng tiền chưa? Máy xay mini này thì chỉ có 4 phần đơn giản. Phần máy chỉ với một nút bấm, nắp đậy và một cái cối nhựa và một cái lưỡi dao 3 tầng cực kỳ bén luôn nha. Tiện hơn nữa là cái máy cầm tay này nè, sạc một lần thì xay tỏi ớt cả chục lần chưa hết pin nữa. Thiết kế của máy này đơn giản nhưng mà rất là tiện lợi nha. Các bạn cần vệ sinh thì chỉ cần gỡ cái máy ra và chỉ cần vệ sinh cái phần nắp này và vệ sinh lưỡi dao cũng như là cái phần cối bên dưới là xong. Về độ bền thì chiếc máy này mình mới dùng chưa lâu cho nên mình chưa kết luận được, nhưng mà với 100k mà chiếc máy nó xay hiệu quả như thế này thì rất đáng để thử nha các bạn. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, xay hành, xay tỏi, xay ớt, xay cà rốt rất là cứng đấy, nó vẫn có thể xay được ngon lành luôn nhé các bạn nhá. Một con máy rất là hay. Đấy, giá thì bình dân nó chỉ có 70.000 thôi. Mình mua về mình dùng rất là tiện. Đấy, đôi lúc các bác không cần phải lôi thớt đôi thiếc ra băm chặt giờ cho nó mất công. Tháo đây cái mình xay rất là nhuyễn. Đấy, ra là mình sử dụng mình xài luôn. 70k nhá, đang xả kho bán nhanh luôn. Máy xay mini các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang hàng đó là cái túi giấy lau giày này. Đấy, túi giấy lau giày dành cho các bác chuyên đi lau giày hoặc các bác đi chơi đi du lịch, mình để một cái túi này trong túi sách các thứ ba lô này. Đấy, ví dụ như giày có bẩn cái là mình lôi ra mình xài luôn. Đấy, con này thì các bác chỉ việc bóc vào đây này. Đấy, bóc vào cái lớp này ra, sau đó các bác rút ra, các bác sử dụng, các bác lau thôi, rất là sạch luôn. Đây, đấy, lau rất sạch. Đấy, các bác bóc vào ra thì bên trong thì nó sẽ có một cái này là có 30 tờ này. Đấy, 30 tờ khá là to luôn. Đấy, các bác chỉ việc lấy ra sau đó là các bác lau thôi. Đấy, mùi rất là thơm nhá, mùi cực kỳ thơm luôn, và bên trong này thì nó đã tẩm những cái chất gọi là vừa làm bóng này cũng như là vừa tẩy sạch tẩy rửa này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, vừa làm bóng vừa tẩy sạch tẩy rửa hết rồi, các bác chỉ việc dùng cái giấy này các bác lau qua lượt cho em cái rất là sạch luôn. Đấy, thì các bác cứ lên mã em xem cái phẩm là cái túi khăn lau giày nhá, túi khăn lau giày nhá, túi khăn lau giày. Đấy, bên em đang bán lẻ một bịch khăn lau giày nha, với giá là đi 20k bịch nhá, 20k bịch. Còn nếu mà khi mà các bác lấy theo combo 3 bịch thì giá sẽ tốt hơn. Đấy, khi mà các bác lấy 3 bịch thì bên em sẽ để bác giá sẽ là đi 3 bịch khăn lau giày này với giá sẽ là 50.000 nhá. 3 bịch khăn lau giày. Đấy, 3 bịch khăn lau giày thì sẽ có giá là 50k các nhá. Còn nếu các bác lấy lẻ một bịch, đấy, một bịch thì sẽ có giá là 20k, rất là sạch luôn, lau cực kỳ ok. Đấy, cho các loại giày sneaker, đúng là giày vải, giày da thứ lau hết luôn. Mà rất là tiện. Mình mang đi mang lại cũng ok. Đấy, nó nhỏ gọn tiện lợi dễ sử dụng nhá, 20k một gói thôi, giá rẻ giật mình luôn, lấy 3 gói là 50.000. Các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, túi khăn lau giày nhá, lau cực kỳ sạch luôn, dễ dàng vệ sinh, rất tiện dụng luôn. Đấy, làm được với mọi loại vết bẩn nhá. Đấy, rất là sạch sẽ, phù hợp với mọi loại da. Đấy, sản phẩm này thì thực tế em đang bán đây 20k một túi nhá. Các bác lấy 3 túi thì sẽ là 50.000. Lên mã em sẽ là cái túi giấy lau giày. Sản phẩm tiếp theo mã hàng đó là cái bộ bấm bóng đức, bộ này là bộ M3 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bấm bóng đức M3. Đấy, hàng nguyên hộp này, cực kỳ xịn sò ngon lành nhá. Hàng này của thương hiệu Willing thôi nhá. Willing cực kỳ ngon lành luôn. Đấy, giá thì rất là tốt luôn. Đấy, hôm nay em sẽ lên mã trả kho cái mã này luôn. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bấm bóng đức M3. Đấy, M3. Bộ này thì bữa trước đang bán là 150.000, hôm nay em về thì bác mức giá rất dễ mua luôn. Đấy, giá chỉ còn có là đi 100.000 một bộ nhá, 100k một cái bộ bấm bóng đức M3 này, 100k một bộ thôi. Đấy, hàng của Willing cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, thương hiệu Willing. Đó, thì một cái bộ sản phẩm thì nguyên hộp nha. Đấy, bên trong sẽ là một cái hộp nhôm nữa nhá, sẽ là một cái hộp nhôm. Đấy, có chữ Willing rất xịn sò, hàng của Đức nhá. Đấy, thì bên trong nữa thì nó sẽ gồm có cho bác là 3 cái bấm móng nhá, 3 cái bấm móng này. Đấy, 3 cái bấm móng. Đó, rất đẹp luôn, chất lượng. Đấy, 3 bấm móng này. Nó sẽ có là một cái là to nhất này, một cái to nhất. Đấy, một cái to nhất này. Một cái là vừa vừa. Đấy, một cái nhỏ nhỏ vừa vừa, và một cái bấm móng là cái bấm móng khéo nhá. Đấy, các bác hay bấm những cái khóe móng chân móng tay này thì các bác dùng cái con chéo chéo nha, cái lưỡi của nó là lưỡi chéo này. Hàng này thì bao sắc bao xài bác luôn. Lưỡi cực kỳ sắc bén nhá. Đấy, thiết kế cực đẹp. Đấy, logo Willing trên thân của sản phẩm này. Đấy, cắt rất ok luôn. Có cả cái phần rũa mài luôn này. Đấy, về góc bóc cái này phần này ra là nó sẽ lộ ra cái rũa mài để các bác mài nhá. Mình cắt xong mình mài cho nó đỡ bị sắc cái phần móng ấy, nó cắt hay bị sắc. Đấy, các bác mài cho nó cùn nó đẹp đi. Rất ok luôn. Đấy, thiết kế cực kỳ là chắc chắn các nhá. Đấy, cầm một chiếc móng chắc chắn cực kỳ luôn, cầm nó nặng trịch luôn. Đấy. Thì một bộ này sẽ gồm có là 3 móng, hàng của Willing của Đức nhá. Đấy, nguyên hộp luôn. Các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em nha. Đấy, em báo giá luôn. Lên mã cho em sẽ là cái bộ bấm móng đức M3. Đấy, sẽ gồm có là 3 móng nhá. Bộ bấm móng đức M3 này. Đấy, M3. Bộ này hiện tại em đang giảm giá, xả kho chỉ cần có 100.000 một bộ thôi. Đấy, 100k. Đấy, các bác nhanh tay chốt nhanh luôn. Số lượng có hạn nhá. 100.000 một bộ bấm móng đức M3 nha. Rất xịn sò, mua về bấm móng tay cả gia đình nhà mình xài luôn. Rồi, mã hàng xả kho tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái kệ máy giặt tủ lạnh này. Đấy, cái kệ này để về các bác kê cho máy giặt, kê cho tủ lạnh. Đấy,
máy giặt của bác, các bác hay để dưới đất là hay bị ẩm ướt cái thứ này. Đấy, giờ là tủ lạnh biết rồi. Thì các bác mua cho ngay cho em cái kệ máy giặt tủ lạnh về mình kê nó lên nhá. Đấy, con này thì nó có thể điều chỉnh được kích thước to nhỏ tùy theo nhu cầu và cái kích thước của cái máy giặt của hoặc là cái tủ lạnh của nhà các bác nhá. Nên là các bác yên tâm. Đấy thì khi mà thu vào thì nhỏ nhất của nó sẽ được là 48 cm nhá, và khi mà cho to nhất ra thì nó sẽ được là cho hết cỡ tối đa ra thì sẽ được là 60 cm nhá các bác nhá, 60 cm. Đấy, nói chung là nó cho ra thu vào hầu như là những cái kích cỡ phổ thông nhất hiện nay cho những cái loại máy giặt này. Đấy, cửa đứng, cửa ngang các thứ đều được luôn, và cũng như là tủ lạnh luôn nhá. Đấy, con này thì hàng của Việt Nam nhá, hàng của cơ khí điện tử AT này. Đấy, kệ chân kệ máy giặt tủ lạnh đa năng. Đấy, sản phẩm thanh inox đế nhựa nhá, chống rung lắc này. Đấy, lắp cho máy giặt từ 5, 6, 7, 8, 9, 10 cho đến 12 cân. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao rất là xịn luôn. Hàng của nó nguyên hộp như này thì bên em sẽ khi mà gửi thì sẽ đóng gói và tháo rời cho bác đi. Thì về các bác lắp đặt vào đúng như trên hình các bác đang coi đây. Đấy, lắp đặt vào đúng trên hình các bác đang coi. Và đây, sản phẩm em đã lắp đặt sẵn một bộ để làm mẫu cho bác coi này. Đấy, thì nó sẽ gồm có là 4 cái thanh inox này. Đấy, 4 thanh inox và 4 cái chân đế. Đấy, 4 chân đế và những cái chân đế đều có đệm cao su các thứ này. Đấy, và ở cái phần những cái phần thanh các bác cho ra cho vào thì nó đều có khóa hãm ấy các bác nhá. Khóa hãm để các bác tinh chỉnh, đấy, tùy chỉnh cái phần kích thước của cái kệ máy giặt của anh nhá. Và toàn bộ cái thanh này của nó sẽ là thanh inox 100% nhá. Đấy, thanh inox 100% luôn, nên là các bác dùng rất là bền. Đấy, các bác kê những cái con máy giặt tủ lạnh nhà mình lên, nó không bị ẩm ướt, không bị nước nôi. Đấy, nó tăng tuổi thọ cũng như là nó không bị gì xét chân này. Đấy, rồi là nó bị ẩm ướt dẫn đến là hỏng mạch, hỏng miếc các thứ, hỏng máy giặt các thứ. Nói chung là đầu tư cho em một cái bộ này nó không bị lãng phí đâu ạ, nó rất là tốt luôn. Đấy, nói chung là mỗi nhà nên có 1-2 chiếc này mình để kê lên cho máy giặt tủ lạnh, rất là hợp lý luôn. Đấy, vừa bảo vệ máy giặt tủ lạnh không bị ẩm ướt, không bị hỏng này, rồi là không bị mối mọt chân cái thứ gì nhá, rất hay luôn. Đấy, kệ máy giặt tủ lạnh nhá, hôm nay em xả kho cái mã này luôn đó. Thì bữa trước bên em đang bán là 150.000, em về bác một cái mức giá rất dễ mua luôn, 150k em giảm luôn cho bác, giá chỉ còn có 80.000 thôi. Đấy, 80k cho một chiếc kệ máy giặt tủ lạnh này, chỉ có 80.000, rất là hay. Đấy, thì khi mà các bác cho tối các bác cho kích thước tối đa rộng hết cỡ ra thì của nó sẽ được là 60 cm. Đấy, 60 phân luôn nhá. Và cho các bác thu cho nhỏ lại thì sẽ được là 48 cm nhá. Đấy, 48 cm. Đấy, thì trên hình các bác đang coi đây. Đấy, đây là cái phần mặt sau của nó này. Đấy, phần mặt sau của nó đây nhá. Thì nó sẽ gồm có những con ốc hãm nhỉ. Đấy, thì con này tinh chỉnh nhá, thì các bác rút ra, các bác kéo vào. Đấy, thì các bác cố định nó ở đoạn nào thì mình siết chặt cái con ốc vào để cho nó chết ở cái điểm đấy nhá. Đấy, thì nó sẽ cố định, nó giữ nguyên ở cái điểm đấy. Đấy, chân chiếc rất chắc chắn, ok luôn. Đó. Nói chung là một chiếc kệ rất ok. Bình thường là các bác ra quán xá không bao giờ có cái giá 80.000 đâu, em nói thật luôn. Bữa trước là nhà em cũng bị một phát là cái đội thợ nó vào nó lắp nó phệt cho cái giá này là 250.000 cho một cái không nhá, 250.000 một cái luôn. Đấy, ngậm ngùi. Đấy, nhưng bây giờ bán thì mới biết là cái này nó rẻ thật sự luôn. Nó chỉ có 80.000 thôi. Giá nó quá bình dân. Đấy, rất là hợp lý luôn các bác nhá. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn thanh lý luôn cho bác một số cái mã hàng về đồ nhà bếp này. Đấy, đồ nhà bếp nhá. Thì các bác lên mã giúp em sẽ là cái cây chảo này, cái cây chảo. Cái này là cái cây chảo đường kính 18 cm nhá. Đấy, thì em còn có vài cái nữa thì em cũng lên mã xả kho luôn đấy bác, cái mã chảo, cái chảo 18 cm này. Đấy, thì khi mà đi kèm thì sẽ có cái phần chuôi đế thứ này để về các bác gửi lên tay các bác để về các bác lắp. Đây, các bác đợi chút em lắp cho bác coi. Thì đây coi nhá, đấy, khi mà lắp đặt là rất là ok luôn. Đấy, nó sẽ tay cầm này. Đấy, phần chảo này, chảo này thì có chống dính luôn nhá, có chống dính cả mặt trong mặt ngoài, cực kỳ xịn luôn. Đấy, thì nó sẽ đun được bếp từ nhá. Nhiều bác hỏi là có đun bếp từ không thì đun bếp từ thoải mái. Con này thì nó dạng nhỏ nhỏ mini. Đấy, về các bác dán, ví dụ dán trứng cho chiếc là ok, ốp la một vài quả trứng ở đây này. Đấy, rồi mình có xào nấu rim riếc những cái món nhỏ nhỏ lặt vặt đây rất ok luôn. Con này đường kính của nó là 18 cm nhá, đường kính là 18 cm. Đấy, thì hôm nay em còn vài con nữa em cũng lên mã xả kho luôn cái mã này luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái cây chảo các bác nhá. Cái cây chảo 18 cm này. Đấy, chảo 18 cm nhá. Bữa trước đang bán cho bác là 50.000, hôm nay em còn ít nữa em bán nhanh bác luôn. Giá chỉ còn có 30k thôi. 30.000 cho một cái cây chảo đường kính là 18 cm. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là chảo 18 cm, đang xả kho còn có 30.000 một chiếc thôi. Đấy, bình thường giá này nó giá quá rẻ luôn. Giá này là bên em ôm lô thanh lý hàng siêu thị nó mới có những cái mức giá này, chứ bình thường các bác mua con này best seller thì cũng phải khoảng tầm 70 cho đến 100.000, chứ không bao giờ có cái giá 30.000 luôn. Đấy, 30.000 là coi như là
bán lãi tình cảm lắm thôi. Đấy, có phần tay cầm rất xịn sò, ok luôn. Chống dính mặt trong mặt ngoài luôn nhá. Và có thể dùng được bếp từ. Đấy, dùng được bếp từ thứ cho em thoải mái. Bếp từ, bếp ga thứ là các bác xài thoải mái cho em luôn. Đấy, 30k nhá. 30k cho một chiếc chảo là đường kính là 18cm. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là chảo 18cm nhá. Giá đang xả kho còn có 30k thôi. Đấy, chốt nhanh. Số lượng có hạn nhau nhá. Chỉ còn có một ít nữa thôi. Đấy, không còn nhiều đâu. 30.000 một chiếc thôi nhá. Tiếp theo thì cũng lên mã xả kho luôn. Đó là cái lô đũa Hàn Quốc này. Lên mã xe cái sản phẩm là cái lô đũa Hàn Quốc nhá. Đấy, hàng của Korea Design này. Đấy, rất xịn sò luôn. Một cái vỉ đũa Hàn Quốc này sẽ gồm có cho bác là 10 đôi. Đấy, phần đầu nó được mạ vàng rất đẹp luôn. Đấy. Cái đũa này em nghĩ chắc là nhiều bác nhìn cái đũa này rất là quen. Vì cái đũa này em bán cho những cái đội nhà hàng, rồi là quán phở, quán ăn cực kỳ nhiều. Đấy, là các bác biết là người ta dùng nó rất ok nên người ta mới mua. Để người ta về người ta cho quán ăn rất là nhiều luôn. Đũa thì cực kỳ đẹp nhá. Đấy, phần đầu đũa thì có phần chống trơn trượt này. Đấy, các bác sử dụng rất ok luôn. Đấy. À, một vỉ này thì là 10 đô nhá, một vỉ 10 đô mạ vàng. Đấy, dòng đũa của Hàn Quốc. Đấy, em báo giá luôn. Lên mã thì em sẽ là cái vỉ đũa 10 đô Hàn Quốc nhá. Đấy, vỉ đũa Hàn Quốc này. Đấy, vỉ đũa Hàn Quốc 10 đô. Giá thì bữa trước đang bán cho bác là 50.000. Hôm nay em xả luôn với bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Xả luôn bác giá chỉ còn có là đi 20.000 cho một cái vỉ đũa Hàn Quốc này. Đấy, bao giá thị trường luôn nhá. Bao giá thị trường luôn. 20k một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đô nhá, chỉ có 20.000 thôi. Đấy, các bác đi cả cái YouTube là không bao giờ nó bán rẻ như em luôn. Giá rất hạt rẻ nhá, để các bác dễ mua. Đấy, sắm Tết nhất về. Chất liệu đũa này thì là bằng sợi thủy tinh nhá. Đấy, chất liệu đũa là bằng sợi thủy tinh, không lo nó bị nấm mốc, không lo bị cong vênh nhá. Bác dùng rất là sạch sẽ, an toàn, ok luôn. Đũa thì cầm rất là dễ cầm. Đấy, đũa rất dễ cầm. Đến đầu đũa chống trượt này, nhiều bác hỏi em là đũa này có trơn không thì cam kết các bác là các bác cứ ngắm miếng thịt đùi là các bác gắp trúng miếng thịt đùi luôn. Đấy, không trượt phát nào nhá, không trượt phát nào. Đó. Một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi, giá đang xả kho cho bác chỉ còn có 20k một vỉ nhá. 20k một vỉ nhá, 20k một vỉ em xả kho sập sàn. Đấy, xả kho chia cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo thì cũng là một cái sản phẩm nhà bếp, đó là cái cây kéo bếp vàng, cũng lên mã xả kho luôn với bác nhau nhá. Đấy, về các bác sử dụng nhà bếp này. Đấy, dòng kéo bếp vàng của Nhật nhá, hàng nội địa Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Con này về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả sử dụng nhà bếp cho em rất ok. Đấy. Chất thép của nó sẽ là chất thép XK5. Đấy, dòng thép không gỉ nhá, không gỉ và cực kỳ sắc bén luôn. Đấy. Kéo thương hiệu Asaka Japan, rất xịn sò ngon lành nha. Kéo thì bao sắc bác luôn, cắt cực kỳ ngọt ngào. Đây. Em lấy cái giấy bóng em cắt cho bác coi này. Đấy, có thấy không? Giấy bóng nhưng mà nó cắt rất là ngọt nhá. Đấy. Phải kéo nó phải rất là sắc thì nó mới cắt được ngọt này, chứ còn bình thường những cái giấy bóng này rất là khó cắt nhá. Kéo mà không sắc là nó nhai kéo ngay, nhưng con này nó nhai cái giấy bóng ngay. Nhưng mà cắt rất là ngọt luôn này. Thấy không? Cắt quá ok. Đấy. Một chiếc kéo bếp vàng cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy. Ok. Con này thì các bác sử dụng nhà bếp cho em thì đúng là đúng bài chấm hết luôn. Nhà em đã đang dùng con này khoảng tầm 2 năm nay rồi, em thấy rất là chất lượng luôn. 2 năm nay nhưng mà cũng không hề hấn gì nhá, cực kỳ chắc chắn, không có vấn đề dấu hiệu về bảo là bị xuống cấp hay là bị hỏng hay là nó bị long chuôi long cán gì nhá. Đây này, chuôi cán cái thứ nó đinh vít cái thứ, đinh tán nó làm cố định rất chắc chắn. Nói chung hàng Nhật nó làm rất là chuẩn luôn các nhá. Đó, dòng kéo bếp vàng hàng nội địa Nhật. Đấy, em hôm nay em xả kho, cũng xả kho mã luôn. Bữa trước cũng đang bán bác là 50k. Hôm nay em về với bác một mức giá rất dễ mua luôn, chỉ còn có 30.000 một cây thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo bếp vàng nha. Kéo bếp vàng đang xả kho bán nhanh bác luôn, giá chỉ còn có 30.000 một cây kéo bếp vàng nha. 30.000 một cây thôi nhá. Đấy, xả kho bán nhanh luôn, giá rất dễ mua. Vừa test kéo cho bác xem rồi, các bác cũng cứ nhận hàng các bác kiểm tra. Đấy, test kéo cho em thoải mái luôn, cắt kiếc cho em thoải mái, rất ok luôn. Cầm một con kéo 30.000 nhưng mà rất là chắc chắn nhá. Đấy, nói chung là nó quá tốt so với giá tiền luôn. 30k một chiếc kéo bếp vàng nha. Đấy, chốt nhanh nhá. Giá rất tốt mà sản phẩm dùng rất ok. Tiếp theo thì ở đây em còn một ít cái cây dao vàng này. Cái cây này thì về chuyên với bác dùng gọt hoa quả thứ nhá, dùng rất ok. Đấy. Con này thì em cũng còn một số lượng ít thôi. Đấy, em cũng lên mã xả kho cái dịp cuối năm này cho nó hết đi. Đấy, thì đây. Một cái cây dao dao các bác cứ lên mã nha, em sẽ là cái dao vàng nhá. Đấy, dao vàng, cây dao vàng. Đó, con này thì cũng hàng nội địa Nhật này, cực kỳ xịn sò. Lưỡi thì siêu sắc luôn. Đấy, con này thì bên Nhật người ta hay dùng để người ta cắt hoa quả rồi. Đấy, rồi là người ta cắt hoa quả, cắt ở như kiểu là người ta làm ở vườn nhá. Người ta làm vườn, người ta kiểu là cắt cành, cắt quả thứ đó rất ok luôn. Đấy, con này thì em cũng đang dùng một con, nhưng mà em không biết là nó bằng thép gì, nhưng mà em dùng là không bị rỉ. Đấy, hay của sản phẩm nó không bị rỉ, rất là hay luôn. Mà cái chất thép của nó cực kỳ sắc nhá. Đấy, các bác dùng, các bác nếu mà hơi nhụt chút các bác liếc qua cho em lượt cái
là lại lôi vào lại lại dùng cực kỳ ngon luôn. Cái chất thép của nó sắc cực kỳ sắc mà nó sắc rất là lâu. Các bạn nhìn cái thép của nó này. Đấy, thép của nó này nhìn nó rất là ok luôn. Thép nó nhìn rất là đầm thép này. Đấy. Chắc thép mà rất là sắc luôn. Đấy, rất ok luôn nhá. Hàng con này thì mua về các bác chuyên dùng thì các bác gọt hoa quả cho em thì chấm hết luôn. À, phần lưỡi của nó dài khoảng tầm 20 tổng chiều dài con này rơi khoảng tầm là 20 cm thôi. Đấy, rất là nhỏ gọn, dễ cầm. Đấy, 20 cm. À, lên mã em sẽ được cái con dao vàng nhá. Đấy, dao vàng. Về các bác sử dụng mình sử dụng nhiều việc nhá, nhỏ gọn tiện lợi và rất là sắc bén nhá. Dao vàng, cứ lên mã em sẽ là cái con dao vàng. Đó thì em còn một ít nữa thì em cũng lên mã xả kho thanh lý dịp cuối năm này. Lên mã em sẽ cái cây dao vàng nhá, cây dao vàng. Đấy, bữa trước đang bán là đi 60.000 em còn ít nữa xả kho thanh lý luôn. Chỉ có 20.000 một cây thôi. 20k một cái cây dao vàng nha. Đấy, 20k một cây dao vàng rất sắc bén nhá. Đấy, hàng bao dùng bao xài. Và cái hai cái sản phẩm này là cái lưỡi của nó không bị gì ạ. Lưỡi của nó không bị gì. Đấy, 20k nhá. Lên mã anh em sẽ được cây dao vàng 20k một cây. Một cái mã được một cái mã lô ghế inox này rất là hay. Đấy, em nghĩ chắc là nhà bác các bác hay dùng những cái ghế này này. Nó là cái dạng ghế thấp nhá. Nó là cái dạng ghế thấp. Con này thì cái chiều cao của nó thấp thấp, nó rơi khoảng tầm là 14 cm thôi, 14-15 cm thôi. Nó thấp thấp, ví dụ như là các bác hay ngồi để mình làm những cái việc công việc ở dưới đất ấy. Đấy, ví dụ như là mình hoặc là mình ngồi ăn cơm này, rồi là ngồi chém gió nói chuyện ở nhà mình ấy. Đấy, hàng xóm láng giềng sang hay ngồi đấy các bác nhá. Ngồi rất là đầm ấm luôn, rất là hay. Đấy thì con này chất liệu của nó là inox nhá, inox 100% luôn. Đấy, phần mặt này inox này, phần đế chân inox này và bốn chân nha các bác nhá. Hàng của nó trên hàng bốn chân và đều được bo một lớp cao su chống trơn trượt này. Đấy, rất ok luôn. Dòng này thì em nghĩ chắc là nhà nào cũng nên sắm vài ba cái nhà mình dùng nhá. Đấy, sử dụng ở nhà nó rất là bền quá. Đấy, rất là bền. Hoặc là các bác nào ví dụ như là đi làm cỗ hay ngồi cái này này. Đấy, nhà có đám xá cỗ bàn giờ Tết nhất hay ngồi này. Hoặc là ví dụ về mình ngồi nấu cơm nấu nước, đấy làm cơm làm nước, nhặt rau nhặt cỏ giờ hay ngồi cái ghế này rất là hay luôn. Đấy, nó thấp thấp nhá, nó thấp thấp nhưng mà cái hai của sản phẩm này nó là chất liệu bằng inox. Đấy, và cái khung này của nó cũng bằng khung inox luôn. Nó rất là chắc chắn, rất là chắc chắn. Đấy thì bên em đang bán cho bác một cái chiếc ghế inox nó là dạng thấp nhá. Đấy, nó là dạng thấp thôi. Nó giá nó chỉ có 50.000 nhá, chỉ có 50.000 cho một cái chiếc ghế nha. Đấy, về cái lô ghế này hàng rất là đẹp luôn. Đấy, chắc chắn. Đây này. Cho các bác coi cái ghế nhựa này. Cho các bác coi cái ghế nhựa này em đang xài này. Các bạn nhìn này, ngồi là đít nó bục hết ra luôn. Chỉ một thời gian sau là đít nó bục hết ra. Đấy là các bác nguyên do sao không? Là cái phần chống này là nó không có. Nhưng mà đây này. Đó. Nó ở đây là cái phần chống này nó có này. Ở cái xương giữa là nó có luôn. Đây là cái xương giữa nó sẽ trụ mà luôn. Nên là khi mà các bác ngồi nó rất là khỏe. Nó không bị lõm. Đấy, nó không bị lõm, không bị vỡ nhá. Riêng cái dòng inox này các bác ngồi thì nói chung là siêu bền rồi. Đấy, không có gì vì địch được cái thằng inox này. Nó quá bền luôn. Đấy, mà giá nó bình dân nó chỉ có 50.000 thôi. Ngồi rất là to nhá. Đây cái phần đường kính ghế nó rất là to. Cái này bác nào đít to, mông to ngồi thoải mái cho em luôn. Đường kính của con này nó rơi vào là 25 các nhá, 25 đây bình thường. Như con này nó có 20 này, đây con này có 20 này. Đấy, con này anh em cũng mua này nhưng mà em mua em thấy bực quá vì nó hay bị vỡ đít này. Nên là em thấy cái độ này người ta bán cái ghế này là giá nó tốt quá nên là em mua luôn, ít về em bán luôn bác. Đấy, bác nào ưng thì có thể là xúc luôn. Đấy đi. Bình thường em mua những cái ghế như con này nó rơi khoảng tầm 30-40 nghìn rồi. Mà đây em bán cho bác là một cái ghế inox này là chỉ có 50.000 thôi. Để các bác thêm vào 10.000 nữa cho em mua ngay cho em cái con inox này. Ghế inox này nó rất là bền. Đấy, quan trọng là nó bền mà nó chắc chắn mà. Đấy, quan trọng là bền nó chắc chắn. Mà cái phần đế của nó to nhá, đế của nó là đế 25 nhá, đế 25 luôn. Đấy, đế 25. Đấy. Ghế thấp nhá. Đấy, ghế inox thấp nhá. Cứ lên mã cho em xem cái ghế inox thấp nhá. Giá bên em đang bán cái ghế inox thấp này chỉ có 50.000 thôi. Giá quá là bình dân hạt rẻ luôn. Về các bác xài, các bác sử dụng thì nói chung là nồi đồng cối đá dã chiến vứt vạ vật thoải mái luôn. Đấy, không lo gì sét này, không lo cong vênh này, không lo bị vỡ đít như cái ghế em vừa qua em nhá. Đấy. 50k nhá, 50k. Lên mã thì em sẽ được cái ghế inox thấp nhá, 50.000 một chiếc thôi. Đấy, cái này thì số lượng của hạn nó không nhiều đâu. Vì hàng này của nó là hàng bên xưởng là người ta tự làm thôi. Đấy, người ta tự làm nên là cứ làm đâu thì bán ở đấy thôi. Nó không có nhiều đâu ạ, không có nhiều đâu. 50k cho một chiếc ghế inox thấp này các bác nhá. Kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá. Kính lúp có đèn báo em báo giá luôn 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin cái pin 1.5V 3 chữ A. Các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi,
không kèm pin. Đấy, nhớ cho em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi, giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo chợ sáng này. Đó, thấy không? Nó có cả một cái đèn chợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn. À, hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này. Và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây. Để em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ. Đây này. Đấy, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây để em test cho bác coi nhá. Cái này nó phải lấy nét là cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét là cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy. Đây, em sẽ test cho bác coi này. Đấy, đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Ở đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó đây không? Nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các bác nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này em tắt đi này. À, cái đèn chợ sáng này. Tay cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình. Đấy là nó có một thêm những cái đèn chợ sáng này, ba đèn luôn. Là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ giờ để các bác soi cái kính núp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính lúp có đèn trợ sáng nhá, kính lúp có đèn trợ sáng thì giá sẽ là 50k. Và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá, về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi, là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn trợ sáng nhá và hai kính này luôn, hai kính, một kính to kính nhỏ luôn, là 50k một chiếc nhá, kính lúp có đèn báo. Sản phẩm tiếp theo thì đây, tiếp tục về cái mã hàng đó là cái cân móc điện tử. Em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cân móc điện tử, mã của nó sẽ là mã cân C1 nhá, mã cân C1. Các bác cứ là, gọi giúp em là mã là cân C1 hoặc là cân móc điện tử. Đấy, thì giá của nó em báo luôn là 60.000 một cái cân móc điện tử này. Cái này về các bác đi chợ đi búa này, đi câu này, đi cân đi kẹo rất tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha. Đấy, hàng mới nguyên hộp. Đi kèm sẽ có cả pin cho bác luôn. Về các bác lắp pin vào là xài thôi, rất là dễ dùng sử dụng nhá. Thì về các bác mở cho em cái nắp ở lần sau lưng này, lắp cho em hai viên pin tiểu vào. Đấy, lắp hai viên pin tiểu 3A vào, sau đó là các bác bật cân lên này. On này. Đấy, con này nó có cả cái đèn sáng luôn nhá, có cả đèn sáng luôn. Đấy, để ví dụ như là các bác hay cân trong buổi tối, là ví dụ như là trong trường hợp buổi tối là các bác vẫn có thể nhìn thoải mái luôn nhá. Đấy, buổi tối vẫn có thể nhìn thấy màn hình cân thoải mái luôn vì nó có đèn trợ sáng ở cái cân này, ở cái mặt cân này luôn này, hiển thị đây nhá, thông số to rõ ràng và cân điện tử thì rất là chính xác luôn. Đấy, chính xác từng gam từng lạng một các nhá. Thì ở đây nó sẽ có là ba cái nút này, nút tarea là cái nút xóa sạch này, on off là bật tắt này. Đấy, tắt đi này, bật lên này. Mod này thì các bác điều chỉnh các chế độ cân khác nhau, ở đây thì em đang để là kilogram. Các bác có thể điều chỉnh về là LB này, Zin này, rồi là OZ. Mấy cái này thì em cũng không rõ lắm, nhưng mà chủ yếu Việt Nam mình thì hai cân kilogram thôi. Đấy là vẫn là phổ thông nhất thôi. Đấy, đi đây, về đây các bác rút trong này lên. Đấy, lấy cái móc này ra. Đấy, sau đó các bác móc vào những cái đồ các bác cần cân. Đấy, ví dụ như là em đang cân một cái võng ở trại này. Đấy, thì các bác móc vào cái đồ các bác cần cân nhá. Đây nó có một, sẵn một cái móc này. Đây em sẽ cân cho bác coi nhá. Đấy, sau đó các bác treo lên nha. Đấy, các bác cầm nó lên nha. Đấy, đây em đang cân thực tế đây đó. Và khi mà cân, đấy, khi mà cân xong thì các bác bỏ ra thoải mái luôn. Và nó đặc hay của cái sản phẩm này là khi mà cân xong là nó sẽ nhớ luôn cái số cân ở trên này luôn. Đấy, hiện tại đang là 625 kg. Đấy, 0,625 kg tương đương với lại là 625 g này. Đấy, nó sẽ hiển thị cái số cân nhớ ở đây luôn. Nếu mà các bác muốn xóa cái dấu vết này đi, các bác bấm cho em cái nút tarea. Đấy thì nó sẽ xóa về mo là 00. Đấy, và ví dụ đây em cân tiếp này. Đây em cân cái này nhẹ nhẹ này. Đấy, các bác móc vào. Đấy, sau đó một tay các bác cầm vào đây. Đó, và các bác giữ yên một chút. Nó sẽ hiện lên chữ lock này, nó sẽ khóa lại. Đấy, và hiện tại đây em báo luôn này. 0,085 kg tương đương với là 85 g đấy. Đấy thì đây nó sẽ hiển thị toàn bộ cái thông số ở trên cái màn hình hiển thị luôn. Rất là dễ dàng sử dụng nhá, và nó nhớ được cả cái số cân luôn, nên là rất là tiện các bác. Nhiều khi ví dụ các bác cân xong các bác mà nói chuyện hạn, chẳng may là các bác quên
không nhớ, nhưng mà cái cân này nó sẽ thay cho các bác là nó sẽ nhớ luôn số cân, trừ khi được các bác bấm cái nút này thì nó sẽ mất đi, còn nếu không các bác cứ để đấy là nó sẽ nhớ cái số cân của bác luôn nhé, rất tiện dụng luôn. Đấy thì giá em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái nhá. 60.000 một cái, các bác cứ lên mã nha, sẽ là cân móc điện tử, hay còn gọi là cân móc cân C1 các bác nhá. Cân mã sẽ là C1, giá em đang gửi bác là 60.000 một cái cân nha. 60.000 một cái. Và con này khi mà các bác cân tối đa lên đến được là 50 kg nhá. Đấy, cân tối đa lên đến được là 50 cân. Đó, rất ok, và cân từng gram từng lạng một luôn. Đấy, và cân tối đa là lên đến được là 50 kg, thiết kế rất chắc chắn luôn này. Đấy, có phần móc đeo. Đấy, và đây các bác có thể xách vào tay rồi ở đây cái phần móc đồ vào này, rất ok luôn. Giá bình dân thôi, 60.000 một cái nhá, có màn hình hiển thị điện tử chơi luôn. 60k một cái cân móc điện tử hay còn gọi là cân móc C1 nhá. 60k một cái, rất ok. Đấy, vừa quay chi tiết bác rồi. Sản phẩm tiếp theo thì cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đó là cái bộ sạc pin 18650. Đấy, lúc nào số tuy nhiên thì có những cái mã hàng rất là độc đáo nha. Để gửi bác này. Đó. Lên mã em sẽ là cái bộ mà sạc pin 18650. Giá bên em là gửi bác thì giá rất tốt luôn, giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn rồi. 60.000 một bộ này. Đấy, một bộ này thì khi mà các bác sạc thì sẽ được một cùng một lúc sạc được là 4 viên nhá, và nó sẽ có hiển thị đèn báo ở trên luôn, rất ok. Con này thì nó sử dụng cái nguồn vào thì cái nguồn nó rất là phổ thông và dễ kiếm, dễ dùng. Đây, input của nó sẽ là DC 5V 1-3A và output ra của nó sẽ là DC 4.2V 1000mAh. Đó, khi mà các bác sạc cho những cái dạng pin 18650 thì rất là chuẩn chỉ rồi. Đấy, chuyên dùng để sạc cho pin 18650 nhá. Đấy. Thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc Samsung bên em đang bán này. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 một cục nhá. Đấy, con này thì cái nguồn ra của nó sẽ là 5.0V. Đấy, tương đương với là 2A. Đấy, thì nó rất là phù hợp với lại cái sạc này rồi, thì các bác có thể mua kèm thêm cái cục sạc này. Đấy, thì đây em lấy ra quay mẫu cho bác này. Thì về các bác cắm vào đây. Đó, nó là cái cổng kết nối USB mà. Đấy, cổng kết nối USB, các bác cắm vào đây, sau đó các bác cắm trực tiếp nguồn 220 thì khi mà cắm vào nó sẽ lên đèn báo luôn nhé các bác nhá. Nó lên đèn báo luôn, và đây em lấy cho bác mấy cái viên pin thì em cũng đang bán luôn này. Đấy, pin 18650 em đang bán đây. Pin này thì hiện tại anh em đang bán là 20.000 một viên nhá. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin. Đấy, còn bên em còn các bác có pin rồi thì không cần. Còn cái này thì em bán vừa bán cả sạc vừa bán cả pin. Đấy thì em sẽ lắp vào cho bác coi. Đấy, thì ở đây em lắp 3 quả thôi, còn một quả em để lại để quay cho bác luôn này. Thì khi mà các bác lắp 3 quả vào đây thì những chỗ nào lắp thì nó sẽ báo đèn đỏ, tức là đang sạc nhá. Và khi mà các bác sạc đầy thì nó sẽ nhảy lên đèn xanh như này. Đấy, ví dụ như là chỗ này hiện tại đang là đèn xanh nhá, em sẽ lắp nốt cái quả còn lại vào này. Đấy, lắp nốt quả còn lại vào nhá. Đó, các bác thấy không? Toàn bộ sẽ báo đèn đỏ hết luôn. Đấy, còn đây ví dụ em tháo đồng quả này. Đấy thì hiện tại đang báo đèn xanh, tức là pin đã đầy và nó sẽ tự động nó ngắt nhá, rất là thông minh luôn. Đây. Tháo viên thứ hai này xanh luôn này, tháo viên thứ ba xanh luôn, rất ok. Đấy, và các bác có thể sạc cùng lúc được là 4 viên, hoặc các bác có thể sạc một viên một cũng được, tùy nhu cầu nhá, rất là tiện dụng luôn. Đấy, thì cái con này nó rất là dễ xài, và cái nguồn của nó rất là phổ thông, nguồn của nó sẽ là cái nguồn 5V 2A, tức là về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại để các bác xài cho cái sạc này rồi. Còn nếu mà các bác không có cái sạc đấy thì mình có thể mua thêm. Thì bên em đang bán là cái cục sạc Samsung 5V 2A. Thì cái cục sạc này bên em đang bán giá là 30.000 một cục. Đấy các bác nhá, 30.000 một cục sạc Samsung 2A này, để về các bác có thể cắm cho cái sạc pin 18650 này để các bác sạc này. Còn nếu mà các bác có cái cổng USB rồi thì về các bác cứ cắm vào cổng USB này mình xài. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 như này. Giá của nó sẽ là 20.000 một viên nhá. Đấy, 20.000 một viên. Thì cái này nó dùng khá là nhiều việc này. Đấy, dùng lắp vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này. Cái pin này nó chung cái pin này nó dùng rất là nhiều. Bây giờ hầu như toàn dùng cái pin này thôi. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20.000 nhá. Một viên này là 20.000. Còn sạc nguyên sạc không? Đấy, nguyên sạc nguyên cái bộ sạc pin 4 viên như này. Sạc pin 18650 4 viên như này là 60.000. Đấy các bác nhá, 60.000 một bộ sạc pin 18650. Đấy là về đấy là các bác nhu cầu về những cái mã nào các bác nhá. Đấy, còn cục sạc đi cùng đi kèm có thể cắm chung với lại cái củ này là 30.000 các bác nhá. Đây, tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây, đây em ghi giá rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn.
thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp này nhá. Sản phẩm mình sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đấy cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ tự linh với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này, cái cục 5V 2A này. Các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 nữa. Các bác cứ lên mã nha, cho cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30.000 thì các bác có thể cắm vào đây. Và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần, các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu vướng víu này. Đấy, rồi là nó không thẩm mỹ cái thứ giờ dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều, dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho con này về không cần về dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi là tự động là nó sẽ linh với nhau nhá. Đây, cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm. Đó thì gửi bác là 90.000 nhá, các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây, cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục linh như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động linh với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác di thôi. Đây, để em di cho bác coi này. Đấy các bác nhìn này, chuột này. Đấy, chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đây, vào chuông này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy, YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây, vào kênh của em này. Đấy, bấm ngon lành. Các bác nhìn cái con chuột em di chưa? Đây, con chuột em di này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh em đây các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy, các bác nhìn cái con chuột này em đang di này. Đấy, con chuột đang chạy nhá, là tay đang gì đây. Đây, tay đang gì đây. Đấy, tay đang gì đây. Đấy, gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này, đấy, thấy không? Đây. Đó, rất là tiện dụng luôn nhá, không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá. Mà nó cực kỳ dễ dùng luôn, người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy, cứ thế là dùng và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này, nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày. Cho đến 1 tháng các bác về phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn. Bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhé. Đấy, bảo hành cho bác pin luôn. Vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2-3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Đấy, đây không. Rất ok nhá. Không cần phải dây dợ gì nhờ. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, lướt này, lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy, thấy không. Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá, 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này, lấy cái con USB này cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy, cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy, và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn nhá, rất ok luôn. 90.000 một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây 90k một con. Tiếp theo thì em về tiếp cho bác cái mã gen con nhiệt này. Nhiều bác cứ hỏi là cái gen con nhiệt bên em có bán lẻ hay là bán kiểu dạng ít ít một không, thì nhiều khi các bác là dùng không hết. Đấy thì đây, bên em sẽ bán theo một cái bó nhỏ nhỏ này là 10.000 một bó nhá. 10.000 bó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là một cái combo một bó gen con nhiệt này. Một cái bó này của nó sẽ gồm có là 5 sợi nhá. Đây này, thì em đã cắt sẵn ra đấy và gói nhỏ nhỏ thành một bó này. Đấy của nó sẽ là 5 sợi nhá, 5 sợi từ to nhỏ này.
1 sợi, 2 sợi, 3 sợi, 4 sợi, 5 sợi nhá. 5 sợi là từ 1 ly nhá. Sợi nhỏ nhất của nó sẽ là 1 ly cho đến sợi lớn nhất của nó sẽ là sợi 5 ly nhá. Cái này là dòng dòng gen co nhiệt nhá các bác nhá. Khi mà các bác hơ hơ lửa hoặc là kho nhiệt thì nó sẽ co vào các bác nhá. Thay kiểu dạng băng dính điện các thứ ra thì các bác chuyển sang dùng cái gen co nhiệt thôi nhá. Đấy các bác xỏ vào dây điện sau đó các bác hơ hơ vào nó sẽ co vào nhá. Đấy thì đây. Một cái combo này nó chỉ có 10.000 thôi. Về các bác dùng gia đình cái thứ ra. Đấy, gia đình thì không hay dùng nhiều, dùng ít thôi thì các bác mua cho em cái cục này. Nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, bỏ ra cho giúp em là 10.000. Một cái combo 5 sợi gen co nhiệt đã bó sẵn vào thành một bó nhỏ nhỏ này các bác nhá. Đấy thì lên mã cho em sẽ là combo hoặc là một cái bó gen co nhiệt nha. Thì sẽ có giá là 10.000 thôi các bác nhá. Giá 10.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy. Một số mã hàng thanh lý em xả kho cho bác luôn, đồng giá là 10.000 luôn. Giá rất rẻ luôn nhá, chỉ có 10.000. Về dùng gia đình một bó là chị em thoải mái rồi. Đấy, vì gia đình dùng ít. Bác nào thợ thiền thì có thể mua thêm. Đấy, còn nói chung là gia đình thì các bác dùng 10.000 này thì thoải mái luôn rồi. Đó. Một bó gen co nhiệt đó, hoặc là một combo 5 sợi gen co nhiệt này là 10.000 một combo nhá. Các mã hàng rất là mới, rất là hay. Đó là cái phích cắm gập của nhá. Lên mã cho em cái phích cắm gập. Tại sao nó gọi là phích cắm gập thì đây, bình thường thì nó là một chiếc phích cắm sẽ thẳng nhá. Đấy, còn nếu các bác muốn gập thì các bác sẽ gập nó vào. Đó thì nó sẽ gập được một cái góc vuông 90 độ nhá. Hàng này của nó thì sẽ là hàng chân dẹt nên là rất là phù hợp. Ví dụ như các bác nào hay dùng những cái phích điện chân dẹt, đặc biệt là những cái phích mà hàng Nhật bãi là chuyên bên đấy người ta chuyên dùng chân dẹt nên là các bác mua con này cũng có thể là cắm được luôn. Đấy, và chân của nó sẽ là chân khâu đồng 100% nhá. Đấy, chân khâu đồng 100% rất xịn sò. Công suất của nó chịu tải lên đến là 16A. Đấy, mắc là 250V nhá, cực kỳ là trâu bò luôn. Đấy, và rất chắc chắn nhá. Và nó có thể gập nha. Đấy, những cái vị trí mà khe khía các thứ ra. Đấy, bình thường là các bác hay cắm thẳng này nó rất là tốn diện tích nhá. Ví dụ các bác có đẩy sát cái tủ vào chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ bị vướng cái phích này. Thì đây, bây giờ các bác mua cho cái phích này về các bác thay vào thì các bác sẽ gập vào thì nó sẽ úp vào này thì nó sẽ tốn được một, sẽ tiết kiệm được ít diện tích. Các bác có thể là đẩy sát cái phần tủ của các bác vào này. Rồi những cái chỗ vị trí các bác sắp xếp đồ thì nó sẽ cắm sát vào tường hoặc là những cái chỗ ổ điện nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có thể gập vào này. Còn nếu các bác muốn dùng thẳng thì các bác đẩy nó ra. Đấy, còn không thì các bác muốn gập thì các bác cầm nó vào này là các bác cắm thôi. Đấy, chân của nó sẽ là chân đồng nên là cái phần tiếp xúc nó rất là tốt nhá, nên là yên tâm. Đấy, không lo mô ve chập cháy nhá. Hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Đấy, phích cắm gập nó có thể gập vào một góc 90 độ nha. Đó. Giá nó hiện tại em đang bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc. Chân của nó sẽ là chân dẹt và chân là chân đồng nhá. Đấy, 15k một chiếc phích cắm chân dẹt này, rất tiện dụng. Đấy, nó có thể gập vào như này các bác nhá. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Phích cắm gập. Đó, đang gửi bác là 15k một cái phích cắm gập nha. Đó, 15k một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Đấy, bình thường này. Đấy, những cái chỗ vị trí khó ấy là các bác rất là đấy, ví dụ như những cái phần kê tủ rồi. Đấy thì về các bác đấu cho em cái này vào. Đấy, đấu nó vào. Sau đó các bác lắp vào này. Đấy, các bác có thể gập vào. Đó, ví dụ những cái phần tủ tỉ cái thứ là các bác kê vào. Đấy, các bác gập nó vào rất là gọn gàng, ok. Đấy, đẩy sát tường thoải mái nhá, vô tư không lo nó. Đấy các bác nhá, đây. Đây là chiếc phích cắm có thể xoay chiều 90 độ, không tốn diện tích nhiều, thuận tiện cho việc quản lý dây điện và sắp xếp đồ đạc. Hơn nữa, việc tháo lắp cũng rất dễ dàng bởi có hệ thống dây dẫn ổn định và không dễ rơi ra. Cửa hàng đang giảm giá 50%, anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi ạ. Đó, rất là hay nhá. Đấy, nó có thể là gập lại này. Đấy, ví dụ như cái phần khe tường các bác muốn kê một cái tủ đấy ạ. Đấy, các bác gập vào là nó sẽ bị kịch cái phích bình thường. Còn cái phích này đó, các bác gập xuống này. Đó, nó rất là ok luôn. Gập vào nó rất là tiết kiệm diện tích nhá. Các bác có thể là kê tủ tiếp vào thoải mái cho em, không lo bị vướng quá nhá. Rất là hay. Đó, nó có thể gập gọn vào, gập một góc 90 độ nhá. Đó, rất là hay. 15k một chiếc phích cắm gập nhá, 15k một chiếc. Lên luôn cho bác đó là cái quả bóng B2. Đấy, bóng B2 các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn B2 nhá. Cái này thì về các bác xài khá là nhiều việc này. Đấy, dùng làm bóng đèn thắp sáng này, rồi là bóng đèn ngủ cũng ok luôn, mà giá nó bình dân lắm. Em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán được combo là 5 quả 1, hoặc là nếu các bác mua lẻ các bác có thể mua 1 quả 1 cũng được. 1 quả 1 thì bên em đang bán giá sẽ là 5.000 một quả. Đấy, 5.000 một quả thôi. Còn nếu các bác lấy combo 5 quả 1 thì bên em sẽ gửi bác giá rất tốt luôn, 10.000 cho một combo là 5 quả bóng B2 nha. Đấy, 5 quả nha. 2 4 5, 5 quả nha là 10.000. Đấy là một combo bóng B2 5 quả là 10.000. Còn các bác lấy lẻ 1 quả là 5.000 nhá. Đấy, lấy lẻ thì giá nó sẽ cao hơn. Còn các bác lấy theo combo thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy, cái này thì nó sử dụng cái nguồn điện là cái nguồn điện 5V. Tức là về các bác có cái cổng sạc USB ấy, các bác cắm vào là các bác xài thôi. Đây ví dụ như ở đây em
có một cái ổ điện nó có cái cổng USB này. Đó, có một cái ổ điện có cổng USB này, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 này. Sau đó là cái ổ này nó có cái cổng USB này. Đấy, các bác cắm vào đây cho em. Đó, thế là lên đèn, đèn rất sáng luôn nhá. Đèn nhìn thôi nhưng rất sáng luôn. Đấy. Con này em hình như công suất của nó là 1W, công suất của nó là 1W. Đó. Ánh sáng màu trắng nhá, ánh sáng màu trắng. Đấy, về các bác dùng để làm đèn ngủ này, đèn chiếu sáng này, đèn cảnh báo này, nói chung là chế cháo nhiều việc lắm. Đó. Giá thì bên em đang bán lẻ một quả này là 5.000 nhá, một quả bóng B2 nha. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là bóng B2. Một quả là 5.000, còn các bác lấy theo combo 5 quả một thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một combo 5 quả bóng nhá. Chân đây, chân nguồn vào của nó này. Cứ có cổng USB, nguồn của nó sẽ là nguồn 5V. Cứ có cổng USB các bác cắm vào, phệt vào, thế là sáng, có thế thôi, rất là dễ dùng nhá, tiện cực kỳ luôn. Đó, mà các bác cắm vào những nguồn 5V này thì cái tiền điện nó hết rất là ít luôn nhá. Đấy, không đáng kể luôn. Đấy. Đây, cứ cắm vào là sáng thôi. Đấy, còn cái ổ này thì chắc rất nhiều bác hỏi đây. Thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ này thì nó sẽ có là những cái ổ cắm điện và ba cái cổng USB nhá, để về các bác có thể cắm cái bóng này hoặc là các bác cắm cái dây sạc điện thoại này mình để các bác sạc pin cho điện thoại cũng ok luôn nhá. Đấy, con này thì em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ điện U3. Ổ điện U3 này thì hàng của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái này. Giá của nó thì sẽ là đi 50.000. Đấy, U3 nhá, ổ điện U3. Giá bên em đang bán là 50k. Một cái ổ điện U3 này. Đấy, thì nó sẽ có cổng USB để các bác có thể cắm những cái đèn này. Đấy, thì bên em đang bán một cái ổ này là 50.000. Còn bóng B2 thì đang bán là combo là 5 quả 1. Đấy, 5 quả 1, cứ 5 quả 1 nha là 10.000. Còn các bác lấy lẻ 1 quả thì đang gửi bác là 5k nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái súng chĩa L. Đấy, súng chĩa L. Em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác là 50k một cái súng chĩa L nha. Đây em có ghi giá nhá. Đấy, 50.000 một cái này. Đó, 50k nhá, 50k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái súng chữ L. Đấy, nó hình chữ L này. Thì em gọi luôn là cái súng chữ L. Cái này thì về các bác dùng để rửa xe này, tưới cây này, rửa sân này. Đấy, toàn bộ của nó là khâu đồng hết luôn nhá. Toàn bộ khâu đồng, thân của nó sẽ là thân nhựa. Thân nhựa cứng nhá, thân nhựa cứng chắc chắn lắm. Đó, thân nhựa cứng. Thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà mình vào đây. Đấy, và ở đây nó có một cái cò. Đó, thì lúc nào mà dùng là các bác bóp vào, còn lúc nào không dùng là các bác thả ra là nó sẽ tự động là nó sẽ ngắt nước các bác nhá. Còn nếu mà các bác muốn ở cái chế độ rảnh tay thì các bác bóp vào, sau đó là các bác cài nó vào đây thì nó sẽ đang ở chế độ rảnh tay thì các bác không cần phải bóp. Đấy, các bác chỉ việc cầm các bác phun thôi. Còn lúc nào muốn tắt đi thì các bác mở cái đẩy cái vò cái cò ra thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt nước nhá. Và cái phần đầu vò này, đấy, đầu vò nó là đầu vò bằng đồng luôn. Và cái đầu vò này thì các bác có thể chỉnh được nhiều chế độ phun nước khác nhau. Đấy, phun xa, phun gần, phun mạnh, phun nhẹ, phun xương, rồi phun hạt to, hạt nhỏ. Là các bác chỉnh ở cái đầu vò này xem. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Chắc chắn cực kỳ, và cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Và đợt này thì nó về cái lô này giá nó cũng rẻ hơn một chút. Đó, bữa trước thì em đang bán như là cái đợt trước có bác mua là 70.000 đấy. Đợt này nó về cái lô này thì giá nó chỉ còn có 50.000 thôi. Đấy, giá nó giảm rất là sâu để cho các bác dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là súng chữ L nhá. Đấy, sản phẩm sẽ là súng chữ L này. Bên em đang gửi bác là 50.000 một cái này. Đấy, toàn bộ của nó là đầu bằng khâu đồng luôn này. Đầu là những cái điểm kết nối nguồn nước này bằng khâu đồng. Cái này thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà vào. Đấy, kiếm cái dây thít ấy, hoặc là các bác cái dây thít dây lạt ấy, hoặc các bác có cái cổ dê cái đai siết ống ấy, các bác cho các bác siết vào là các bác cấp nước cho nó là xài thôi. Chỉ việc bóp vào là sẽ ra nước nhá. Và phần đầu vòi có thể chỉnh nhiều chế độ khác nhau, rất ok luôn. Đấy, về sử dụng này, tưới cây, rửa sân, rửa xe các thứ rất ok luôn. 50k một cái nhá. Đấy, súng chĩa L 50.000 một cái. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này. Bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn. Và có chức năng là hẹn giờ nhá, và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy. Thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ giờ các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng các thứ giờ là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại
cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8 thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12 thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá. 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá, tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nhá các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy. Đây, cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhé, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như là các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt quậy các thứ giờ thì nó thường thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ nào hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mạng em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó. Rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy. Và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em. Đấy. 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mạng nha, sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy. Đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá. 5